Chào các bạn Các bạn đang nghe bộ truyện Linh dị Cửu Long Chéo Quang của tác giả Vũ Độc Linh Hồn Bộ truyện được chuyển thể phun trọn bộ thành truyện audio trên kênh youtube Thích Nghe Truyện 247 Trong quá trình dịch thuật và chuyển đổi, đôi khi vẫn có một số lỗi nho nhỏ, nên các bạn chú ý trước khi nghe nhé Nếu thấy hay, các bạn hãy cho mình xin 3 giây để nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé Xin cảm ơn chương 1422, Minh Hà Cuồng Vũ 1. Với sức mạnh của Thủy Họa, tuyệt đối không thể chỉ dựa vào Minh Hà hóa đao quét được cả thập nhị thiên sứ bồn nguyên. Lý do cô làm được là nhờ cô đã nhận được giúp đỡ từ phong chủ. Trận chiến bắt đầu, phong chủ dùng oai nghiêm phong thần, phân cách trời và đất, bảo vệ chúng sinh thần giới. Nhưng chiến cục ngay từ đầu đã nằm ngoài tầm kiểm soát. Năng lượng hủy diệt bùng nổ, sự va chạm được tạo ra bởi sự hỗn loạn hỗn độn khiến lư không không ngừng vỡ vụn, tới mức phong chủ cũng không thể phân cắt hoàn toàn. Trận chiến ngày càng khốc liệt, khi quân Hy Di bị đánh bại, sau khi quân thiên sứ lần lượt hóa thành chiến hồn, màn trời cuối cùng tan vỡ, ngày tận thế của thần giới cũng đến. Năng lượng hủy diệt rơi xuống mặt đất như sao băng, xen lẫn ánh sáng thiên phạt và sám hối. Khi quang mang kim sắc chiếu xuống thân thể của thần tộc, thể xác và thần hồn của họ sẽ bị đốt thành cho. Kim quang dày đặc và năng lượng hủy diệt đan xen thành sợ, tạo thành lưới thiên phạt. Lưới trời lồng lộng, thưa nhưng khó thoát chúng sinh thần giới không có nơi trốn thoát trong phút chống có không ít thần hồn bị diệt không ít cơ thể hóa thành cát bụi không biết bao nhiêu thần tộc bị tiêu diệt phong chủ không thể chống lại lưới thiên phạt do quân thiên sứ tạo ra nên cô chỉ có thể dùng toàn lực bảo vệ điện chiến thần những thứ còn sót lại ở điện chiến thần là những tinh anh của thần giới cũng như ngàn vạn quân thần giới nếu điện chiến thần vẫn còn trụ lại sau khi thảm họa kết thúc thì thái cổ thần giới trong tương lai vẫn có thể mở ra lần nữa nếu ngay cả điện chiến thần cũng bị phá hủy, vậy thì thần giới cũng nối bước minh giới và ma giới, trở thành tử địa. Trăm dặm quanh điện chiến thần, dù phong chủ có dùng hết sức cũng không thể bảo vệ chu toàn bên trong. Vẫn may lúc này mộ dung nguyên dệ đã dẫn chúng thần dùng ánh sáng chúng thần để chống lại lưới thiên phạt, đồng thời thuần quân cũng dùng tam phiến kiếm hải để gia tăng phòng thủ cho điện chiến thần. Thùy họa ở trên không gặp nạn, mấy người nguyên dệ đều cảm nhận được. Chủ mẫu, xin lỗi. Phong chủ nói, Đi đi, Nguyên Duệ hiểu rõ lời của Phong chủ, trong mắt Phong chủ, sống chết của Thùy Hỏa còn quan trọng hơn cả thần giới. Cũng giống ma đạo tổ đình cung vô danh, trong mắt nhiều đệ tử ma đạo thì cung vô danh còn kém xa so với phá quân hộ pháp thiên tôn. Nên sau khi phá quân chết, họ thà cùng chìm đắm với cung vô danh. Phong chủ bay vào không trung giúp Thùy Hỏa thoát khỏi vòng vây thì thần giới sẽ mất đi sự bảo hộ mạnh mẽ. Nhưng có những việc cô buộc phải làm, cô không thể dương mắt nhìn Thùy Hỏa chết mà không cứu phong chủ rời đi, áp lực chúng thần tăng gấp bội. Các tòa nhà của điện chiến thần bắt đầu sụp đổ dữ dội. Lưới thiên phạt lúc nào cũng có thể một lưới bắt gọn chúng thần. Chiến thần bệ hạ, phong thần rời đi, chúng ta e là không thể chống cự được bao lâu. Chủ thương ma nói, tận sức làm, nghe thiên mệnh, mộ dung nguyên duệ bình đạm nói, thân là thái cổ thần vương, an nguy của thần giới đối với cô cũng quan trọng như tính mạng. Cô không phải người vô tình, khi xưa sẵn sàng vì tiên đạo nhuộm máu côn luân, vì thần giới cũng sẽ như vậy. huống hồ mạng của cô vốn là được chiến thần tộc cứu, cũng từng hứa sẽ bảo vệ thần giới. thân phận chủ mẫu ma đạo không trói buộc cô quá nhiều. trong thâm tâm cô cũng biết địa vị chủ mẫu này còn xa mới so được với thủy hỏa trong lòng đệ tử ma đạo. Mộ dung chính là người như vậy, sẽ động tình nhưng sẽ không làm việc theo cảm tính. cô có đặt nguy cơ sống chết của thủy hỏa vào trong mắt. tuy hai người họ không ưa nhau, nhưng nếu thật sự xảy ra chuyện. Họ nhất định sẽ mạo hiểm tính mạng của mình để cứu đối phương. Tử thần quy khư vừa hôn, khiến Nguyên Duệ hiểu được, họ mới là chị em có tâm ý tương đồng nhất. Chương 1423, Minh Hà cuồng vũ 2. Chỉ tiếc là, chính vì tâm ý tương đồng nhất nên Nguyên Duệ hiểu rõ, cho dù cô ấy không ra tay thì Thùy Hỏa cũng sẽ không trách cô ấy. Nguyên Duệ vì thần giới đã từ bỏ việc cứu giúp Thùy Hỏa, Kiêm Hà lại không thể nào giúp được, Thuần Quân cũng vậy. Nhưng Nguyên Duệ chỉ dùng một câu để xua tan suy nghĩ trong lòng họ tạ mặc tạ linh sẽ cùng thần giới tồn vong. Sau khi nghe điều này, Kiêm Hà và Thuần Quân không còn cách nào ngoài thu hồi thần niệm từ trên không trung, trở về nghiêm túc bảo vệ điện chiến thần. Thùy Hòa tuy nặng tựa núi cao, nhưng thánh tử thánh nữ cũng quan trọng như vậy. Nếu điện chiến thần bị phá hủy, thần giới sẽ trở thành tử địa, thánh tử thánh nữ đã thâm nhập thái cổ lưỡng cực, tất nhiên cũng sẽ bồi táng. Với sự xuất hiện của lưới thiên phạt, vùng đất thần giới cũng bắt đầu xuất hiện thay đổi mạnh mẽ mặt đất nứt ra, tạo ra những vực sâu tự nhiên. Núi non sạt lở, nước biển tràn vào, mặt đất dùng tốc độ mắt thường cũng nhìn thấy được mà dần bị phá hủy, được đúc lại. Hai thể hồn khu của tôi đang cố gắng liều mạng kích hoạt kiếm khí, kích phát sức mạnh của U Huỳnh Trúc Chiếu để ổn định thảm họa này. Nhưng dù sao thì tạ mặc tạ lăng vẫn còn quá nhỏ, chỉ có được khí lực tiên thiên Thái Dương và tiên thiên Thái Dương của ngự sứ. Cho dù là em mờ dương tương trợ lẫn nhau, cũng không thể ổn định được địa mạch của thần giới phong chủ bay lên cử thiên đúng lúc gặp thùy họa đao hóa minh hà khi quân hy di không ngừng bị diệt năng lượng tử vong thùy họa hấp thụ càng mỏng manh phải dùng đao hóa minh hà để ngăn chặn sát ý từ phản chiếu của thập nhị thiên sứ bổn nguyên ngặt nỗi thái cổ minh hà cũng không thể cắt đứt được toàn bộ sát ý vì minh hà đã không còn là minh hà khi xưa nữa minh hà của trước đây cực kỳ linh động dù tẩu giữa hai luồng khí âm dương kinh vị phân rõ sau khi vũ trụ trước đó sụp đổ Minh Hà lúc này tựa như một con run sắp chết, nửa phần hơi thở linh động cũng không còn. Nếu không phải vì điều này, khi ấy Thùy Hỏa cũng không chiến đấu với Vĩnh Giả Quân và Quang Minh Thánh Chủ vất vả như vậy. Thùy Hỏa lúc này không có chiến lực của tử thần Thái Sơ ở trạng thái hưng thịch, lại không có tương trợ từ Minh Hà, đây mới là sự bi ai lớn nhất của cô ấy trong trận chiến này. Thần mâu phong chủ như điện, trong nháy mắt đã nhìn thấu tình cảnh khó khăn của Thùy Hỏa và cách phá vỡ thế cục, trong lòng nảy sinh một thoáng do dự. Một đời dâng hiến ma đạo, chưa từng dành lại chút gì cho người yêu, huyền minh là chấp niệm lớn nhất trong quãng đời còn lại của cô. Bản thân vũ thần huyền mi chỉ là một thần minh cấp thấp của thiên đình trong nhân gian tam giới. Nhưng vì đã gánh chịu chấp niệm lớn nhất từ phong chủ, cũng trở thành hạt giống lực lượng thần thông mạnh mẽ nhất kích hoạt phong chủ. Chỉ cần xương cốt của huyền minh được ném vào minh hà, phong chủ liền có thể hóa thành thái sơ hạo đáng thần phong, dùng một tia thần tính cuối cùng của thái sơ hạo đáng thần phong để kích hoạt minh hà. Nhưng nếu làm vậy, sự tiếc thương của cô với Huyền Minh sẽ trở thành nỗi tiếc thương vĩnh viễn Huyền Minh, nếu có kiếp sau, tôi làm mưa cô làm gió, để cô tùy ý rơi lệ Phong chủ thầm niệm một câu, sau đó mở ra huyệt thần đình Sau đó, một thi thể nữ toàn thân bạch y bị cô ném vào dòng minh hà Phong thập bát, cô điên rồi, cô muốn làm gì Thi thể nữ rơi vào sông, liền nghe thấy tiếng thủy hỏa giận dữ của trách Ma đạo có thể không có Phong thập bát tôi, nhưng không thể có lâm thủy hỏa cô cô thùy họa muốn nói thêm gì đó nhưng phong chủ không cho cô cơ hội khi huyền minh chìm sâu vào minh hà phong chủ liền hóa thành hạo Đãng thần phong nhập vào minh hà minh hà cuồng vũ tựa như hắc long tiếng rồng gầm vang vong thiên địa long uy làm dung chuyển khoảng không vũ trụ phản chiếu của thập nhị thiên sứ bồn nguyên đã chấn áp toàn bộ thần uy của thùy họa chỉ chờ đánh bạo cô từng chút một mà sát ý chí và thần hồn của thái sơ tử thần Ngào ngờ Thái Sơ Phong Thần đột nhiên hóa thân thành Hạo Đãng Thần Phong, dùng một tia thần tính cuối cùng kích hoạt Minh Hà. Minh Hà thức tỉnh, âm dương niết bàn, thủy hỏa gầm lên trong cơn thịnh nộ, quét sạch phản chiếu của thập nhị thiên sứ bổn nguyên. Cơn thịnh nộ tràn ngập sát ý tới nghẹt thở, hoàn toàn nhất chìm toàn bộ bọn họ. Chương 1424, Tử thần phẫn nộ một. Tôi từng nghe một truyền thuyết về đạo sĩ và hồ ly, vị đạo sĩ này ẩn cư lánh đời, trong lúc đi tìm một động phủ nơi rừng sâu để chuyên tâm tu hành thì vô tình lạc vào động hồ ly vào một đêm mưa gió. Từ đó hồ ly và đạo sĩ chung sống cùng nhau, linh căn của con hồ ly này yếu kém vô cùng, đạo sĩ ngày ngày đều niệm kinh truyền đạo nhưng nó vẫn không thể nào hóa thành hình người. Tới khi vị đạo sĩ kia đã tu hành chính quả gặp được tiên duyên, lại nhìn hồ ly vẫn như cũ chưa thấy hóa hình, cuối cùng ông ta bèn quyết định từ bỏ mối tiên duyên này. Sở dĩ như vậy là bởi trong lòng đạo sĩ có mối bận tâm, nguyện dùng quãng đời còn lại bầu bạn với hồ ly cũng không nhẫn tâm thành tiên rời đi. Sau khi đạo sĩ chết, hồ ly đã lập bia mộ cho ông ta. Khoảnh khắc bia kia hoàn thành, hồ ly cuối cùng cũng hóa thành hình người, trở thành một vị tuyệt đại giai nhân. Thái sơ vốn chẳng có vô sư, nhưng nếu đã có gió, vậy nhất định sẽ có mưa. Hạo đáng phong thần là ngọn gió tự do tùy ý, còn mưa là mối bận tâm duy nhất của gió. Gió cuốn mưa bay, thứ gió thổi vốn chẳng phải là mưa, là phong thần đang nhẹ nhàng vuốt ve làn tóc dịu dàng của vũ sư. Tự do khi đạt đến tuyệt đối là một loại tội ác, chỉ những người trong lòng có xiềng xích mới có thể lĩnh ngộ ý nghĩa thực sự của sự tự do. Sai lầm lớn nhất của vũ sư huyền minh trong cuộc đời này là không gia nhập ma đạo. Nếu không, chuyện giữa cô và phong chủ đã không có kết cục như bây giờ. Xác của huyền minh chìm vào minh hà đã kích phát sợi dây xiềng xích sâu trong đáy lòng phong chủ. Thái sơ thần phong tự do phóng đáng không gì có thể kiềm chế trong nháy mắt liền trở nên điên cuồng, cuốn theo đầy trời mưa gió hòa vào trong Minh Hà. Minh Hà thức tỉnh hóa thành một con rồng đang giận dữ gầm thét, cơn phẫn nộ của Thùy Họa bùng lên, mắt đỏ như sắp nứt ra, vùng vẩy Minh Hà quét sạch kính tượng của 12 vị thiên sứ. Kính tượng bản nguyên của xí thiên sứ kêu thảm một tiếng, sau đó sụp đổ vỡ tan hòa vào trong Minh Hà. Nước sông Minh Hà dập tắt ngọn hỏa diệm của xí thiên sứ, thế nên kính tượng của ông ta tan vỡ đầu tiên. Sau khi kính tượng bị hủy, sĩ khí của đại quân thiên sư thuộc chủng tộc sĩ thiên sứ ngay lập tức liền tụt xuống đáy dốc, chiến lực giảm mạnh. Chiến thiên sứ gầm lên một tiếng, muốn nhảy ra khỏi Minh Hà. Minh Hà như rồng, cho dù chiến thiên sứ có nỗ lực đột phá vòng vây thế nào thì đúng vào thời khắc ông ta sắp sửa thoát ra cũng sẽ bị con rồng kia gầm lên một tiếng, sau đó đánh ông bắn ngược về phía Minh Hà. Chẳng mấy chốc chiến thiên sứ đã bị Minh Hà làm cho ướt sũng. Nước sông Minh Hà băng lạnh thấu xương thấm vào trong khôi giáp của ông ta, từng chút một ngấm vào da thịt cốt tủy, dập tắt ngọn lửa bản nguyên. Cuối cùng, Kính Tượng Bản Nguyên vốn có chiến lực cường đại nhất cũng phải tan vỡ hoàn toàn chỉ bởi Minh Hà. Kính Tượng Bản Nguyên của xí Thiên Sứ và Chiến Thiên Sứ sụp đổ đã làm tiêu hao nguyên khí của Minh Hà, thế nhưng cái chết của bọn họ lại làm cho Minh Hà tràn ngập sát khí tử vong. Thiên Sứ vốn chẳng nhập ngũ hành, thế nhưng bọn họ không thể thoát khỏi tạo hóa âm dương. Mà Minh Hà vốn được sinh ra tại vùng đất M. Dương Diệt Việt, chết chóc điêu linh, âm dương câu diệt. Theo vũ điệu sát phạt điên cuồng của Thủy Họa, Minh Hà đang bày ra một bữa tiệc chết chóc. Kính tượng bản nguyên của thiên sứ thi nhau sụp đổ, một kẻ cũng đừng mong trốn thoát. Sau khi kính tượng bản nguyên của vị thiên sứ cuối cùng là trí thiên sứ bị sụp đổ, sát khí của Minh Hà đã lên đến đỉnh điểm. Lúc này đây Minh Hà đã trở thành vũ khí giết người khủng khiếp nhất trong vũ trụ, mà tương tự, sát khí của Thủy Họa cũng nhờ có sự hy sinh của phong chủ đã đạt đến cảnh giới báo thù cao nhất. Phong chủ đã hy sinh hết thảy chỉ để đánh thức Minh Hà mà thứ đầu tiên cô ấy lựa chọn hy sinh chính là chấp niệm suốt một đời của mình huyền minh vũ sư. Đệ tử ma đạo trọng tình trọng nghĩa, tình cảm của phong chủ trong lòng tùy họa rõ ràng hơn ai hết, thế nên khi cô nhìn thấy phong chủ đem thi thể của huyền minh trầm xuống minh hà, cơn phẫn nộ khổng lồ cứ như vậy mà ùn ùn kéo đến. Em mờ dương tịch diệt của Minh Hà cũng không ngăn nổi nỗi bi thương của phong chủ. Thùy Hỏa chỉ có thể đem toàn bộ lửa phục thù nhen lên, thiêu đốt đại quân thiên sứ. Đao sắc diệt sinh mệnh, sức mạnh thương hồn linh thiên đạo có thể phân xử, có thể đưa ra phán quyết, tử thần cũng chẳng muốn gì nhiều, ta chỉ cần các ngươi chết sạch. Con rồng Minh Hà giận dữ đang thỏa sức chém giết trên hư không, tử thần vừa tức giận, nhìn vạn hồn linh đã tổn thương. chương 1425, tử thần phẫn nộ hai Trong đại quân thiên sứ lần này có biết bao nhiêu bậc trí tôn cao thủ như thế, bọn họ mặc dù có thể đối đầu với một tử thần đang điên cuồng tức giận thế nhưng lại chẳng thể nào đối đầu với một Minh Hà đang phẫn nộ cả. Đặc biệt là sau khi kính tượng bản nguyên của 12 vị thiên sứ lần lượt bị Minh Hà nuốt chừng, sát khí của thanh đao này đã vượt qua mọi sự tồn tại trong trời đất, trực tiếp uy hiếp tôn nghiêm của thiên đạo. Minh Hà mặc sức hành động, còn tử thần lại đang khóc. Thử hỏi dưới chân thiên đạo kẻ nào có thể chiến đấu như thế. Chiến trường vốn dĩ thuộc về thái cổ thần giới, nhưng bây giờ, toàn bộ màn trời thăm thẳm này đã biến thành chiến trường của duy nhất một người là Thùy Họa. Đại quân thiên sứ sau khi bị tôi dùng kiếm càn quét vẫn còn sót lại 2.000 vạn binh lính chủ lực, thế nhưng bọn chúng không thể nào ngăn được tử thần đang điên cuồng phẫn nộ, thậm chí chẳng cách nào đào thoát khỏi chiến trường. Minh Hà điên cuồng khiêu vũ, làn xương chết chóc càng lúc càng dày. Quang thiên sứ không ở đây, thánh hỏa cũng ảm đạm leo lắt. Đại quân thiên sứ vốn được mệnh danh là đội quân tinh nhuệ nhất của thiên đạo đã bị thùy họa một mình dập tắt hào quang sâu trong vũ trụ hư không không biết có bao nhiêu bậc đại năng trí tôn đang ẩn nấp vì việc này mà trợn trừng mắt. Sau đó bọn họ bắt đầu tư lự một vấn đề mà bản thân đã suy nghĩ từ rất lâu. Thiên đạo thật sự là bất khả chiến bại sao? Nếu thiên đạo thật sự bất khả chiến bại, vì có gì mà tử thần lại có được năng lực như vậy? Ý niệm này khiến linh hồn của bọn họ bồn chồn bất an. Bọn họ đã quen với việc thoi thóp hơi tàn dưới sự bức ép của pháp tắc trời đất, đối với việc thiên đạo muốn diệt thế, bọn họ cũng có thái độ hoài nghi, thậm chí muốn ngăn cản ông ta làm như vậy. Bởi vì bọn họ lo sợ hành động diệt thế của thiên đạo sẽ bóp méo pháp tắc của trời đất, khiến cho vũ trụ sụp đổ, cuối cùng chẳng một kẻ nào có thể may mắn tránh khỏi. Thế nhưng, đến lúc thiên đạo thật sự muốn làm như vậy, bọn họ lại không một ai dám trực tiếp đứng ta ngăn cản ông ta. Nhìn thái sơ tử thần đang thỏa thuê chém giết đại quân thiên sứ, ý chí chiến đấu trong cơ thể bọn họ từ từ sống lại. Linh hồn của thiên sứ là món ăn ngọt ngào nhất, đáng tiếc bọn họ lại không có cơ hội thưởng thức. Những thứ từ trước đến nay vốn chỉ dám nghĩ mà chẳng dám làm, giờ đây đã trở thành cám dỗ hấp dẫn vô cùng. Đáng tiếc bọn họ đã sống hèn nhát quá lâu, cho đến khi Thùy Hòa hoàn toàn kết thúc chiến cục này, bọn họ không một ai dám lộ diện. Đại quân thiên sứ cơ hồ toàn bộ đều đã bị tiêu diệt, hàng chục vị cường giả trí tôn hoảng sợ bỏ chạy khỏi thần giới. Lá gan dũng cảm của bọn họ bị Thùy Hòa cắt gọn sạch sẽ, kỳ thực chỉ cần bọn họ cố gắng kiên cường hơn một chút sẽ phát hiện, sát khí của Minh Hà đã cạn kiệt, thần niệm của Thủy Hỏa cũng dường như đã tiêu hao toàn bộ. Cũng giống như những vị đại năng trí tôn trừ trừ chẳng dám lộ diện, bóng dáng chết chóc của tử thần bao trùm lấy trái tim những kẻ đang chiến đấu, cuối cùng trở thành một cơn ác mộng đeo bám bọn họ suốt cuộc đời này. Đại quân Hy Di chỉ còn sót lại vài nghìn tàn binh, đang vây quanh tham lang và phá quân. Trước khi chiến tranh bắt đầu, Thủy Hỏa đã phân ra hai đạo thần niệm để ổn định thân thể cho tham lang và phá quân, nếu không nhờ vậy, với tính cách của mình chắc chắn phá quân đã chẳng thể sống đến bây giờ. Thùy họa lại biến Minh Hà trở thành đao, lê bước chân nặng nề bước về phía trước mặt tàn quân Hi Di. Ta đã không giữ được lời hứa của mình, trong số họ có rất nhiều người đã vĩnh viên chết đi, không bao giờ còn có thể dựa vào ký thức để tái sinh nữa. Không ai trả lời, không ai lên tiếng. Thùy Hòa quả thực đã không giữ được lời thề của mình đối với đại quân Hy Di, thế nhưng đồng thời cô đã giúp cho các vị đại năng vốn đã phải cắn răng chịu đựng tủi nhục suốt bao nhiêu năm nhìn thấy sát khí khủng khiếp vô cùng của tử thần sau khi thân hóa hy di bọn họ đã sớm biết rằng sống lại vốn chỉ là một giấc mộng bọn họ đã không thể nào quay lại cuộc sống lúc trước là tử thần đã đánh thức họ thoát khỏi mộng cảnh trao cho bọn họ hy vọng thế nhưng hy vọng này cũng thật tàn nhẫn xiết bao bởi vì bọn họ sẽ chết đây vốn là một lựa chọn hoặc là vĩnh viễn sống trong giấc mộng thấp tha thấp thỏm sống trong sự mừng vui tức giận thất thường của thiên đạo, hoặc là lựa chọn tỉnh táo quay về với hư vô, say xưa hừng hực thỏa thuê báo thù một trận thật sướng trước khi chết. Nguyện vì tử thần bệ hạ mà chiến, không biết ai là người đầu tiên hét lên câu này, cuối cùng toàn bộ đại quân Hy Di đều đồng thanh hô lớn. Chương 1426, anh hùng khi xế bóng một. Trận chiến thiên sứ đã kết thúc, thần tộc bị diệt tới 9 phần, điện chiến thần trong lúc đao minh hà điên của múa may không chịu nổi sát khí tán loạn, cuối cùng sụp đổ trở thành một bãi phê tích. Đại quân thần giới bị diệt gần hết, ngay cả thần minh cũng ngã xuống vô số. Kiếm hải của thuần quân tan vỡ, trực tiếp bị thương tới nguyên thần. Mộ dung vì muốn bảo vệ tiên thiên ngũ hành trận cơ hồ đã cạn kiệt tinh huyết, cả người suy yếu đến mức phải dựa vào thị nữ hỗ trợ mới có thể đứng vững. Địa mạch nhiều nơi đứt đoạn, lưỡng đại hồn thể của tôi bởi vì sử dụng kiếm ý quá mức để đưa tạ mà tả lãng còn đang hôn mê về bên cạnh nguyên duệ mà trực tiếp bị diệt. Trước khi trận chiến thiên sứ diễn ra, thần giới là nơi gió mát trăng thanh, non nước hữu tình, biển trời bao la. Mà sau trận chiến, thần giới mặc dù chưa đến nỗi trở thành một vùng đất chết giống như minh giới và ma giới, thế nhưng khắp nơi sinh cơ điêu linh, đâu đâu cũng chìm trong cảnh tan hoang. Chiến thần bệ hạ, tử thần từ trên trời đã quay lại rồi. Nữ thần băng tuyết bẩm báo, nguyên dậy ngẩng đầu, ngước về phía bầu trời đang bị bao bọc trong làn sương mù chết chóc. Thùy hỏa khoác một thân chiến giáp tử thần đã vỡ nát, trên người đầy máu lê bước chân nặng nhọc từ trên trời đi xuống phía sau cô là hàng ngàn tàn quân hi di người nào người nấy đều mang trên mình thương tích thần giới một mảnh điêu linh bất luận thân là tử thần thái sơ như thủy hỏa hay tàn quân hi di sau lưng cô đều không thể tiếp tục lưu lại nơi này nếu không tự ý quá mức nồng đậm sẽ khiến tia sinh cơ cuối cùng tại thần giới nhanh chóng bị khô kiệt sở dĩ thủy hỏa mang theo đại quân hi di quay lại mặt đất là bởi vì có chuyện muốn nói với nguyên duệ đại quân hi di đóng quân ở phía xa đối diện với đại quân thần giới, sát khí quân huy đạt được sự cân bằng vô cùng vi diệu. Có điều sự cân bằng này rất mong manh, bởi vì chiến lực của đại quân thần giới còn kém đại quân Hy Di rất xa. Trên đống đổ nát của điện chiến thần, chiến thần mộ dung nguyên duệ và tử thần thái sơ lâm thủy họa bốn mắt nhìn nhau. Một người từng là tiên tử côn lôn, giờ đây đã là thái cổ chiến thần. Một người từng là hoàng hà nương nương, bây giờ đã là tử thần thái sơ. Số mệnh bọn họ từ khi bắt đầu đã sớm định là kẻ địch của nhau, cuối cùng lại kết thành tìm muội. Thế nhưng trong mắt người ngoài, giữa bọn họ chẳng tồn tại cái gì gọi là tình cảm chị em. Chỉ có bản thân hai người họ mới tự biết, tình cảm giữa bọn họ đến cuối cùng là như thế nào. Nguyên Duệ không lên tiếng, Thùy Hỏa đã cứu vất thần giới, theo lý mà nói cô nên bày tỏ lòng biết ơn, ngay cả chuyện quỳ lại Thùy Hỏa cũng là chuyện đúng lẽ hợp tình. Thế nhưng cô đã không làm như vậy, cô biết Thùy Hỏa cũng không muốn cô bày tỏ lòng biết ơn. Thần giới của ta không chịu nổi sát ý nồng đậm như thế, có điều gì muốn nói cô hãy mau lên tiếng nói xong liền đi cuối cùng nguyên duệ cũng lên tiếng cô hỏi ta trả lời thùy họa nhàn nhạt nói tạ lan ở nơi nào đã cùng với quang thiên sứ rơi vào trong hư vô chẳng biết đang ở nơi nào cũng không biết sẽ đi đến đâu chỉ có điều ta có thể chắc chắn với cô rằng tạ lan sẽ không chết vì sao có thể chắc chắn như thế kiếp nạn trong trận chiến thiên sứ lần này kỳ thực không phải vì thần giới mà là vì ta mà đến ta không chết Tạ Lan tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì. Thùy Họa nói, Thùy Họa nói không sai, sát ý này sinh trong trận chiến thiên sứ này vốn không phải vì thần giới, hủy diệt thần giới vốn không cần đến 12 vị bản nguyên thiên sứ. Người mà sát ý thực sự nhầm vào chính là tử thần Thái Sơ, thiên đạo muốn dùng cái chết của tử thần để lập uy, đây là lý do thứ nhất. Nếu như tử thần không chết thì các bậc đại năng trí tôn đang ẩn náu sâu trong vũ trụ hư không nhất định sẽ có hành động, thiên đạo muốn biết có bao nhiêu người đang là kẻ địch của ông ta chương 1427, anh hùng khi xế bóng hai Trên thực tế, chỉ cần trận chiến này diễn ra, kết quả dù thắng bại thế nào thiên đạo đều có thể chấp nhận. Thiên đạo không để ý đến sự diệt vong của đại quân thiên quốc, thậm chí còn chẳng bận tâm cả thiên quốc. Thiên đạo tam vị nhất thể một không chết không diệt, tất cả mọi sự tồn tại trong thiên hạ trước mặt ông ta chẳng đáng một xu, việc xây dựng lại thiên quốc chẳng qua cũng chỉ là vấn đề thời gian. Một theo đạo cơ đốc, tam vị nhất thể đại diện cho ba ngôi thiên chúa, bao gồm Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Thánh Thần. Coi như lần này thiên đạo không có ý định giết Tạ Lan, cô có dám chắc anh ấy có thể đánh bại vị thiên tri kiêu nữ Quang Thiên Sứ kia không? Quang Thiên Sứ còn có một con át chủ bài chưa xuất ra, ta nghi ngờ sức chiến đấu của cô ta cũng chẳng thua kém so với ta. Thùy Họa nghĩ một hồi bèn nói, vậy mà cô còn nói Tạ Lan sẽ không chết, đã tấn thăng lên tới kiếm chủ vĩnh hằng còn không thể đánh bại một Quang Thiên Sứ, đàn ông như vậy cũng quá vô dụng rồi cũng còn may, xưa kia người đầu tiên mắt mù cũng chẳng phải là ta. Nguyên Duệ nhớn mày nói. Được, cô thắng rồi đó. Nói xong chuyện về tôi, hai người phụ nữ lại rơi vào im lặng. Bởi vì chủ đề tiếp theo đây vô cùng nặng nề, chẳng ai trong số họ muốn là người đầu tiên đề cập đến nỗi bi thương khó thấu này. Phong chủ ở nơi nào, cuối cùng vẫn là Nguyên Duệ lên tiếng trước. Ở trong tim ta, Nguyên Duệ lập tức liền im lặng, lời này của Thùy Họa cô vừa nghe đã hiểu. Thái sơ phong thần đã ngã xuống trong trận chiến thiên sứ. Cô ấy còn có thể quay lại chứ? Ta không biết, cô là tử thần thái sơ, trưởng quản ký ức của những người đã khuất, lẽ nào ngay cả cô cũng không rõ ư? Nguyên Duệ lại hỏi, cái gọi là ký ức ấy, yêu cầu trong lòng phải có chấp niệm. Chấp niệm của phong chủ không ở ma đạo, cũng không phải cuộc sống trước đây. Chấp niệm của cô ấy nằm ở trên người vị vũ sư huyền minh đã chết kia, nếu huyền minh không thể hồi sinh, phong chủ cũng sẽ mãi mãi chìm trong nước sông minh hà lạnh lẽo. Vậy, cô có thể khiến vũ sư huyền minh sống lại không? Cần rất nhiều thời gian, Thùy Hỏa khẽ lắc đầu nói. Bao lâu, lâu đến mức tôi chẳng thể nào dùng đao minh hà được nữa, lâu đến mức phải đợi tới một ngày tử ý trong đao minh hà trút ra toàn bộ hóa thành mưa xuân. Đây quả thực là một thời gian dài, Thùy Họa là tử thần, mà đao minh hà là vũ khí mạnh nhất của tử thần. Nếu có một ngày tử thần không cần sử dụng đao minh hà nữa thì thanh đao này sẽ trút ra toàn bộ tử ý, biến cái chết thành sự sống hóa thành một cơn mưa xuân rơi xuống nhân gian. Sẽ có một ngày như vậy sao? Đôi mắt trong suốt của Nguyên Duệ ánh lên một tia hoang mang. Bất luận ngày đó có tới hay không, chúng ta đều phải đợi. Dứt lời, Thùy Họa xoay người liền rời đi. Đúng lúc này Nguyên Duệ lại cất tiếng gọi cô, chỉ vào hai vị thiên tôn phá quân và tham lang trong đại quân Hy Di, hỏi bọn họ là ai vậy? Thùy Họa do dự một lát, cuối cùng lạnh nhạt đáp một câu, đệ tử ma đạo. Không phải Thùy Hỏa không muốn giới thiệu hai vị hộ pháp thiên tôn này cho Nguyên Duệ, nhưng vì cô đã đồng ý trước đó với hai người họ. Thời thế tạo anh hùng, thời đại thuộc về hai vị hộ pháp thiên tôn đã trôi qua rồi, bọn không muốn người khác nhớ đến nữa, chỉ muốn làm một đệ tử bình thường của ma đạo, tùy ý trôi theo vận mệnh của ma đạo. Mặc dù Thùy Hỏa không đồng ý với điều này, từ trước đến giờ uy tín của phá quân trước ma đạo chưa bao giờ suy giảm, thế nhưng vì trước đó đã đồng ý với thỉnh cầu của hai vị hộ pháp thiên tôn nên lúc này cô cũng chỉ có thể im lặng không những vậy còn phải giữ bí mật này trước bất kỳ người nào. Bởi vì, có đôi khi im lặng cũng là một sự tôn trọng. Anh hùng khi xế bóng, hồng nhan cũng bạc đầu, đạo nói không thể trường thọ, đáng sợ nhất là khi vừa tỉnh cơn mộng thế gian đã đổi thay. Đây nào phải một nỗi thê lương bình thường, chương 1428, Vĩnh Hằng Kiếm Thể. Vũ trụ hư không, khắp nơi tràn đầy những ẩn số mạnh mẽ lại thần bí, trong đó có những nơi mà ngay cả thiên đạo cũng không thể nào thăm dò được, ví dụ như vực sâu tịch diệt, Ví dụ như hạt nhân năng lượng vũ trụ, lại ví dụ như thế giới hư vô được tạo thành nhờ vụ nổ của năng lượng thuần tịnh. Trong thế giới hư vô không có vật chất, không có năng lượng, không có ánh sáng, cũng chẳng có nhiệt độ. Tất cả giống như giai đoạn thái dịch trong Tiên Thiên Ngũ Thái, một khi vũ trụ còn chìm trong trạng thái sơ khai, hư vô minh mông. Một Tiên Thiên Ngũ Thái, bao gồm thái dịch thời điểm trời đất sinh ra vũ trụ chìm trong hư vô thái sơ, vô hình vô chất thái thủy hữu hình, vô chất thái tố hữu hình có chất nhưng chưa tạo thành thực thể thái cực âm dương tồn tại nhưng chưa phân chia. Đạo Tàng nói rằng, trong thái dịch, mọi thứ đều ở thể sơ linh còn chưa thấy khí. Trong giai đoạn này, ánh sáng, hình ảnh, hình thể, tên gọi, tất cả đều chưa xuất hiện, thái dịch là khởi thủy của mọi hiện tượng, thế nhưng năng lượng lúc này còn chưa tồn tại. Thế giới hư vô do cú nổ của năng lượng chỉ có một điểm không giống thái dịch ấy là nó mở ra một không gian khép kín hoàn toàn độc lập so với vũ trụ đại ngàn. Nếu coi vũ trụ rộng lớn kia là một khối hàn băng thì thế giới hư vô mà tôi cùng quang thiên sứ đã mở ra giống như bọt khí trên khối băng đó. Bóng tối tràn ngập khắp nơi, hư vô là vô tận, thân là một cơ thể mang năng lượng vật chất tiến vào trong thế giới hư vô, điều đầu tiên gặp phải chính là sự cắn trả của thế giới này. Thân thể phàm nhân của tôi gần như tan vỡ trong nháy mắt, máu thịt hóa thành bụi đỏ bị hư vô nuốt chừng. Thể xác không còn, chiến hồn cũng thoát ra ngoài, hồn linh vốn là một dạng năng lượng, thế giới hư vô không chỉ có thể nuốt trừng vật chất mà còn có thể ăn sạch tất cả các loại năng lượng còn may thế giới này vốn rất nhỏ sau khi đã nuốt trừng thể xác sức mạnh cắn xé hồn linh cũng suy yếu đi nhiều mặc dù như vậy tôi vẫn phải đem thần hồn của mình ký thác vào trong thân kiếm ngàn vạn sấm môn mới có thể bảo toàn nguyên vẹn thanh kiếm này cũng không phụ sự phó thác của tôi thế giới hư vô chẳng thể nào nuốt được thân kiếm thế giới hư vô trong trạng thái tĩnh lặng bất kỳ vật chất hoặc năng lượng nào xâm nhập vào liền giống như viên đá ném xuống mặt hồ đang yên ả sự tĩnh lặng ngay lập tức bị phá vỡ. Sau khi bị phá vỡ, nó sẽ gây ra sự mất cân bằng năng lượng, giống như tầm ăn dỗi không ngừng cắn phá thế giới hư vô, mãi cho đến khi nơi này bước vào một trạng thái cân bằng hoàn toàn mới, tình trạng này tương tự như khi vũ trụ bước vào giai đoạn thứ hai thái dịch. Đạo tàng có mây, hữu danh vô thực, tuy rằng có khí, nhưng chẳng có hình, gọi là thái sơ. Thái sơ là khởi đầu của khí nhưng lại không thể nhìn thấy hình thức của nó thần hồn không thể sinh tồn trong trạng thái thái dịch nhưng có thể xuất hiện trong giai đoạn thái sơ bởi vì thái sơ đã có tiên thiên nhất khí cái gọi là thần hồn chính là nguồn linh cảm do tiên thiên nhất khí sinh ra chư thần được sinh ra trong giai đoạn thái sơ ví dụ như phong thần tử thần ngay cả thiên đạo cũng sinh ra ở thời kỳ này thần hồn của tôi trú ngụ trong thân kiếm lặng lẽ đợi chờ đợi tới khi thế giới hư vô tiến vào thời kỳ thái sơ về phần trận chiến ở thần giới tôi đã chẳng có cách nào can thiệp cũng không biết thủy họa sống chết thế nào trong lòng mặc dù yêu tư vì cô ấy nhưng chẳng biết phải làm sao cùng quang thiên sứ rơi xuống thế giới hư vô bản thân tôi phải dựa vào thanh kiếm ngàn vạn sấm môn để gửi gắm thần hồn không biết cô ta làm thế nào để sống sót sức chiến đấu của cô nàng chẳng hề thua kém so với thủy họa thân là con gái của thiên đạo tôi tin chắc cô ta nhất định có thủ đoạn để ẩn náu thời gian lặng lẽ trôi đi tôi ở trong thân kiếm ngàn vạn sấm môn có thể cảm nhận được sự bình yên của thế giới bên ngoài tôi phóng một cỗ thần niệm nhảy ra khỏi mũi kiếm Lúc này liền phát hiện thế giới hư vô đã tiến vào giai đoạn thái sơ. Lúc này, thần hồn của tôi từ trong thân kiếm bay ra, huyễn hóa thành thân ảnh ban đầu của mình, đồng thời nắm chặt lấy thanh kiếm ngàn vạn sấm ngôn. Kiếm trong tay, lòng tôi cũng an yên rất nhiều. Sau khi tấn thăng thành kiếm chủ Vĩnh Hằng, sự phụ thuộc vào cơ thể xác thịt của tôi đã giảm đi rất nhiều. Kiếm chủ Vĩnh Hằng có thể củng cố kiếm ý, chỉ cần thần hồn của tôi còn tồn tại liền có thể lợi dụng kiếm ý để ngưng tụ Vĩnh Hằng kiếm thể. Lúc trước tôi chưa từng làm điều này là bởi vì cơ thể xác thịt của tôi chất chứa quá nhiều chấp niệm của bản thân. Thân thể tóc ra nhận từ cha mẹ, mà xác thể cũng là minh chứng cho việc bản thân tôi là nhân tộc. Tạ mạt và tạ lãng ra đời cũng là do tôi mang trong mình huyết khí của nhân tộc mới có thể cùng nguyên duệ âm dương tương hợp. Bây giờ tôi đã chẳng còn lựa chọn nào khác, xác thể đã bị thế giới hư vô nuốt chừng luyện hóa thành năng lượng, lúc này chỉ đành dựa vào thanh kiếm ngàn vạn sấm môn trong tay để luyện hóa thành vĩnh hằng kiếm thể. Thần hồn nhất kiếm, một kiếm xe tan màn đêm và khoảng không vô tận. Đầu kiếm ánh lên một đốm sáng nhỏ, giống như một ngọn đèn đơn độc bất kể lúc nào cũng trực chờ tắt. Ngọn đèn này chính là ngọn lửa sinh mệnh của kiếm thể, cũng có thể gọi nó là linh cảm của kiếm khí. Đèn nhỏ khi tỏ khi mờ, theo kiếm ý được tôi ngưng tụ mỗi lúc một nhiều, đèn cũng từ từ cháy lên, ngọn lửa càng lúc càng sáng. Ngọn lửa chập chờn không ngừng thay đổi trạng thái, tạo thành hình dáng của vạn vật. Cuối cùng biến thành một bóng người, chân trụi, ngây ngô, khuôn mặt giống hệt với tôi người ấy nhắm chặt hai mắt đôi mày khẽ cao lại dường như rất không hài lòng với thế giới này cao mày tượng trưng cho sự nhận biết sự xuất hiện của ngũ quan lục thức thấy vậy tôi đem thần hồn nhập vào trong kiếm thể cũng không biết đã trôi qua bao lâu thần hồn và kiếm thể dung hòa làm một tôi mở mắt ra kiếm thể mới được sinh ra thai ngén sức sống vô tận trái tim rung động kiếm ý ngập tràn trong mắt nếu so với lữ thuần dương vì kiếm mà sinh năm xưa kiếm thể của tôi không biết cứng cáp hơn bao nhiêu lần. Lại một lần nữa nắm chặt thanh ngàn vạn sấm ngôn trong tay, trong lòng vô thức có cảm giác bất cứ lúc nào cũng có thể dùng một kiếm chém rách bầu trời vũ trụ. Mạnh mẽ trước nay chưa từng, tràn ngập sự tự tin trước nay chưa từng. Trước đây mỗi lần nghĩ đến việc bản thân phải đại diện cho chúng sinh chiến đấu với thiên đạo, sâu thẳm trong lòng tôi vẫn luôn ẩn chứa chút gì đó rụt rè bất an. Mà hiện nay, cảm giác đó đã hoàn toàn biến mất. Đồng thời tôi cũng nhận thức được rằng, tôi của hôm nay chính là hình thái tối thượng có thể đạt được suốt một đời này. Sức mạnh của tôi, cảnh giới của tôi, vĩnh viễn sẽ không tăng thêm dù chỉ một chút. Trước đây tôi thường nói kiếm đạo không có giới hạn, nhưng bây giờ, tôi đang đứng tại bậc cao nhất của kiếm đạo. Tôi giải phóng kiếm ý, cố gắng cảm nhận sự tồn tại của quang thiên sứ, đồng thời chạm vào danh giới của thế giới hư vô. Kiếm ý miên man vô tật, tràn khắp bốn phương tám hướng. Đột nhiên, luồng kiếm ý ngay trước mặt bóng bị xé rách, hoàn toàn tan biến vào không trung. Tôi lập tức rút kiếm đuổi theo, sau đó liền nhìn thấy một cảnh tượng khiến bản thân mặt đỏ tim đập. Chương 1429, Thiên sứ linh lung một Lúc mới biến thành kiếm thể, trên người tôi hoàn toàn trần trụi. Trong thế giới thái sơ tĩnh lặng và trống rỗng, điều này chẳng khiến tôi có cảm giác gì. Giống như Adam và Eva trong vườn địa đàng, họ trần trụi thẳng thắn ở bên nhau, chẳng hề có lấy một tia bẽn lẽn. Thế nhưng, Lúc tôi nhìn thấy quang thiên sứ cũng trần trụi ngây thơ như vậy, cảm giác xấu hổ và lễ pháp trong nháy mắt liền thức tỉnh. Một thân thể hoàn mỹ, không chút tỉ vết, làn da dịu dàng trong vắt giống như một viên pha lê tỏa ra ánh vàng, vòng eo thon gọn tinh tế, một số chỗ lại đầy đặn khiến người ta phải nghẹt thở. Đường đường là vị thiên thần ánh sáng tôn quý bậc nhất không một kẻ nào dám mạo phạm, thế nhưng giờ đây lại khơi gợi lên những tàn niệm tội lỗi xấu xa ẩn sâu trong lòng người. Lúc này quang thiên sứ không trong trạng thái chiến đấu, thân thể nhỏ nhắn giống như người phàm. Cảm giác uy nghiêm thần thánh đã suy yếu rất nhiều, tuy nhiên lại nhiều thêm một chút ý vị của con người, khiến người ta sinh ra cảm giác muốn gần gũi. Thế nhưng, khi tôi nhìn thấy ngọn lửa phẫn nộ trong đáy mắt của cô ta, tôi mới chợt ý thức được quan hệ thực sự giữa hai chúng tôi. Tôi và Nguyên Duệ trước đây từng đối đầu với nhau, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Thế nhưng quan hệ đối địch khi ấy hoàn toàn do thân phận của chúng tôi tạo thành, cô ấy là tiên đạo tổ sư, còn tôi là tổ sư của ma đạo nếu như không có sự tranh giành trong đạo môn không có cuộc chiến phong thần tôi và nguyên duệ chính là một đôi thần tiên quyến lữ thuyền bồng trước trăng hoàng hà cửu khúc một thoáng kinh hồng một đã chú định nhân duyên giữa tôi và cô ấy trên đá tam sinh một một thoáng kinh hồng chỉ một cái nhìn thoáng vội vàng lại khiến người ta khắc sâu ấn tượng chọn đời nhung nhớ chọn kiếp không quên mà quang thiên sứ lại hoàn toàn không giống tôi đã từng là đứa con của vận mệnh còn cô ta là con gái yêu của thiên đạo không chỉ đối lập về thân phận từ lập trường của mỗi người mà nói, tôi là kẻ địch nhất định phải giết của Quang Thiên Sứ, bởi vì tôi đã xúc phạm đến tôn nghiêm của cô ta. Cũng chính là đạo lý đó, cô nàng này trước hủy diệt thái cổ ma giới, sau lại diệt chúng sinh thần giới, do vậy cũng là kẻ địch bắt buộc phải chết trong tay tôi. Nghĩ đến chúng sinh đã chết dưới tay thần uy của đại quân thiên sứ, sát ý trong lòng tôi bắt đầu trỗi dậy, thanh kiếm ngàn vạn sấm môn trong tay cũng phấn khích đến run rẩy. Thanh kiếm này đã từng chặt đứt đôi cánh của vô số thiên sứ, Từng nếm thử máu tươi cao quý thần thánh, cũng từng chặt đứt pháp tướng của quang thiên sứ, xỉ nhục tôn nghiêm của vị thiên chi kiêu nữ tôn quý nhất. Lúc này đây nó đang háo hức muốn uống máu tươi của vị thiên sứ ánh sáng này, trở thành kẻ xúc phạm thực sự, làm một thanh kiếm báng bổ. Kiếm thể vĩnh hằng đã ban cho tôi kiếm tâm lạnh lùng, vẻ đẹp mỹ lệ của quang thiên sứ không thể làm giảm bớt sát ý trong tim tôi, bản thân tôi cũng muốn dùng đôi tay mình đích thân tiến cô ta tan biến vào trong mảnh đất hư vô này góp phần giảm bớt một vài biến số trong cuộc chiến với thiên đạo trong tương lai. Sát ý bắt đầu ngưng tụ, dâng lên, quang thiên sứ cũng nhấc thanh kiếm thuần tịnh thánh quang trong tay lên. Sở dĩ tôi có thể sống sót trong thế giới hư vô này là nhờ thanh kiếm ngàn vạn sấm ngôn, mà tương tự quang thiên sứ cũng dựa vào thanh kiếm kia của cô ta. Thuần tịnh thánh quang, bất tử bất hư, hai, hai, bất tử bất hư, không chết cũng không thể bị hỏng. Được rèn bởi chính tay thiên đạo, chỉ cần thiên đạo hãy còn, kiếm này sẽ không chịu lấy một tia sứt mẻ. Chúng tôi tiến về phía nhau, mãi cho đến khi khoảng cách giữa hai bên còn chừng năm trượng thì bước chân đều dừng lại. Năm trượng là khu vực cấm kỵ của thần, trong vòng năm trượng này sinh tử sẽ được phân rõ, con số đã được chú định, không thể thay đổi. Một khi tiến vào khu vực này nghĩa là giữa tôi và cô ta chỉ một người có thể sống sót. Vì vậy, cả hai chúng tôi cùng lúc đều dừng bước, trước khi có thể nắm chắc kết quả, bất cứ kẻ nào cũng không muốn tiến vào khu vực cấm kỵ. Khoảng cách thật gần, có thể ngắm nhìn càng rõ thân thể hoàn mỹ của Quang Thiên Sứ, từng chi tiết đều hiện ra trước mắt. Thậm chí có thể cảm nhận được cả hơi thở và nhịp tim. Một người phụ nữ hoàn mỹ, cùng đồng thời là người phụ nữ nguy hiểm nhất. Ngàn vạn sấm môn đang run lên vì phấn khích, mà thuần tịnh thánh quang trong tay cô ta lẽ nào lại không muốn tịnh hóa kẻ báng bổ thiên thần là tôi đây? Cơ thể mới của Quang Thiên Sứ so ra cũng không hề thua kém vĩnh hằng kiếm thể của tôi là bao, cho dù tôi có dùng kiếm ý sát phạt thế nào đi chăng nữa chỉ e đến một cọng tóc của cô ta cũng chẳng hề suy chuyển. chương 1430, Thiên Sứ Linh Lung 1 Thân thể này do ánh sáng tuần tịnh thánh khiết đắp nặn, mà đạo ánh sáng sinh mệnh ấy chính là do thiên đạo tự tay phong ấn trong thanh kiếm tuần tịnh thánh quang, dường như là để chuẩn bị cho ngày hôm nay. Khi quang thiên sứ dùng cơ thể được đúc bằng ánh sáng ấy để xuất hiện chính là tượng trưng cho việc toàn bộ năng lượng đã được giải phóng. Lúc này đây cô ta so với khi còn ở trên bầu trời thần giới đã mạnh hơn rất nhiều, cơ thể nhỏ nhắn tưởng chừng như yếu mềm nhưng lại ẩn chứa sức mạnh hủy diệt vô cùng khủng khiếp. Quang thiên sứ có thể thiêu đốt mọi ô uế, tịnh hóa tất cả tội lỗi, hành hình những kẻ dị đoan. Đây là tôn nghiêm thuộc về thiên đạo, cũng là quyền trượng tối thượng mà thiên đạo ban tặng cho cô ta. Tôi vẫn không có bất kỳ hành động gì, mặc cho trái tim thất khiếu linh lung có xoay chuyển thế nào cũng không thể tra được bất kỳ nhược điểm gì của quang thiên sứ. Khả năng phòng ngự của cô ta cũng giống như thân thể kia, hoàn mỹ không chút tỉ vết, chẳng có lấy một tia kẽ hở. Đồng thời, sức mạnh chiến đấu và sát ý của cô ta cũng đã đạt đến cảnh giới đỉnh phong mà tôi không thể nào chấn áp được. Chỉ cần tôi buông lỏng một chút sẽ ngay lập tức bị cô ta tịnh hóa phán quyết, tuyên cáo vận mệnh tử vong. Một sinh vật cường đại nguy hiểm và xinh đẹp, đồng thời còn có sức mạnh phòng ngự hoàn mỹ, đối mặt với một quang thiên sứ như vậy tôi chỉ có thể đợi chờ. Mà cô ta đối với tôi rõ ràng cũng bó tay bất lực, vĩnh hằng kiếm thể gần như bất tử bất diệt, đòn tấn công của quang thiên sứ đối với tôi mà nói chẳng gây ra chút ảnh hưởng nào kiếm ý như sắt như đồng càng không bị ánh sáng ăn năn của cô ta tác động thần cách và uy nghiêm của quang thiên sứ đối với tôi càng chẳng có lấy một chút tác dụng chúng tôi đều mạnh mẽ và nguy hiểm như nhau kẻ nào cũng mang trong mình sát ý tràn trề với đối phương giống như hai con dã thú đói bụng gặp nhau nơi ngõ hẻm thời gian đang trôi đi mà chúng tôi dường như không thể cảm nhận được dòng chảy của thời gian theo sát ý không ngừng dâng trào tâm thức càng lúc càng căng thẳng áp lực cũng mỗi lúc một lớn sát ý đều có điểm giới hạn một khi đã chạm tới điểm này mà không thể giải phóng thì bản thân chắc chắn sẽ bị phản phệ, chẳng khác nào một hành động tự sát. Dần dần tôi đã cảm nhận được sự phản phệ của sát ý. Tôi biết, nếu bản thân còn không ra tay với quang thiên sứ, kiếm ý sẽ cắn ngược lại chủ. Điều này cũng giống với pháp tắc của trời đất, vật cực tất phản ba. Ba vật cực tất phản là một câu trong đạo đức kinh, ý nghĩa của nó là một vật hoặc một sự việc khi đi đến điểm cực độ trong giới hạn thì sẽ phản ngược lại thế nhưng tôi vẫn chưa thể tìm ra điểm sơ hở của quang thiên sứ nằm ở đâu chỉ có thể cảm nhận được bản thân cô ta cũng đã đến điểm cực hạn của sát ý vậy thì tiếp theo đây thứ mà chúng tôi phải giao đấu chính là sức nhẫn nại của từng người tôi nhìn thấy thân thể quang thiên sứ đang khẽ run rẩy giữa lúc vạn phần nguy hiểm như thế này đột nhiên lại toát ra vẻ cám dỗ chết người trong phút giây sinh tử lẽ ra tôi không thể để bản thân bị dục vọng cuốn đi thế nhưng chính trong lúc mấu chốt này thân thể của tôi lại bắt đầu mất kiểm soát, không thể nào ngăn cản những tàn niệm xấu xa đang nảy sinh trong đầu. Quang Thiên Sứ đương nhiên cũng chú ý đến điểm này, thế nhưng trên mặt cô ta chẳng hề để lộ tư thái của kẻ thắng cuộc, ngược lại giống như bị sự sỉ nhục bao vây lấy. Thân là vị thiên thần ánh sáng cao quý nhất trong thiên hạ, thế nhưng đối thủ của cô ta lại bởi vì nhìn thấy thân thể mà lộ ra sơ sở, đây không phải là vinh dự, ngược lại đó là sự báng bổ trắng trợn. Chỉ có điều, rất nhanh cô ta liền bình tĩnh lại chỉ cần tôi chết đi, bất luận cô ta có phải chịu đựng sự sỉ nhục như thế nào cũng không một ai hay biết, không những vậy cô ta còn đạt được vinh quang tối thượng của kẻ đã tự tay giết chết ma đạo tổ sư. Nhận thức được điều này, cơ thể của quang thiên sứ càng trở nên rung động kịch liệt. Cơ thể cũng nảy sinh biến hóa, lưng eo càng thẳng hơn, những đường cong càng thêm lung linh mời gọi. Trong lòng tôi càng lúc càng loạn, nhìn thấy vậy khóe môi của quang thiên sứ khẽ cong lên tạo thành một nụ cười bí hiểm, dùng tay trái gãi nhẹ vào ngực, móng tay sắc nhọn cứa vào da dịt, máu tươi đỏ thắm cứ thế chậm chậm chảy ra. người thấy mùi máu thuần khiết của quang thiên sứ, sát ý của ngàn vạn sấm ngôn càng trở nên mãnh liệt, sức mạnh phản phệ giáng xuống người tôi cũng vì thế mà tăng lên bội phần. vĩnh hằng kiếm thể cũng không thể chịu đựng nổi, máu tươi từ mũi miệng liên tục thổ ra, trong mắt cũng hiện lên thủy chiều đỏ rực. người không biết xấu hổ hay sao? tôi hỏi. cái chết của người sẽ trở thành tấm màn che đậy sự xấu hổ của ta. quang thiên sứ nhàn nhạt đáp lời. nếu ta đây không chết thì sao? kiếm tâm của ngươi đã không thể khống chế, cho dù có bước vào khu vực cấm kỵ của thần cũng chẳng phải đối thủ của ta, nếu không hành động thì bản thân lại không thể chịu nổi sức mạnh phản vệ của kiếm ý, trái phải thế nào cũng chẳng thể tránh khỏi một chữ chết. Chẳng biết ngươi đã từng nghe qua lời này chưa? Lời gì, trốn chạy chưa chắc sẽ tránh được, đối mặt chưa chắc sẽ khó khăn. Dứt lời, tôi nhấc kiếm bước một bước lớn tiến về cấm khu của thần. Trường 1431, Ngọn Thương Thiên Tặc một Trong lĩnh vực cấm chế của thần, chỉ có sống chết, không có chiến thắng hay thất bại. Lúc này thâm tâm tôi đang rất hỗn loạn, kiếm thể vĩnh hằng bị sự phản vệ của kiếm ý khiến cho trọng thương, kinh mạch cũng hỗn loạn. Dù là kiếm tâm hay kiếm thể, tôi của bây giờ không ở trạng thái tốt nhất để bước vào lĩnh vực cấm chế của thần. Mặt khác, Quang Thiên Sứ tuy rằng cũng bị sát khí cường đại tấn công nhưng tâm tính lại ổn định hơn tôi rất nhiều, rất có lòng tin chiến thắng. Tôi đã đánh mất ưu thế dẫn đầu, dù có tính toán thế nào cũng không thể lật ngược ván cờ. Vì vậy, sau khi tiến vào lĩnh vực cấm chế của thần, tôi giơ tay, ba luồng kiếm khí trực tiếp sộc thẳng đến quang thiên sứ. Sau khi được thăng cấp lên vĩnh hằng kiếm chủ, tam kiếm thái cổ đã có sự thay đổi to lớn. Ma kiếm trút xuống như sóng biển, thần kiếm nổ tung như sấm sét, quỷ kiếm như hàn băng nhập thể. Ngay lúc này, tôi dùng ma kiếm tấn công trước mặt quang thiên sứ, thần kiếm tấn công ngực và bụng, còn quỷ kiếm lại cực kỳ âm hiểm mà đâm vào bộ phận quan trọng trên cơ thể. Ba thanh kiếm đồng thời tiến công, lần lượt đánh ở phần trên, giữa và dưới của quang thiên sứ, mỗi đòn kiếm sau lại càng hung ác hơn đòn trước. Nếu là trước đây, tôi sẽ không bao giờ có thể sử dụng những chiêu kiếm hèn hạ và vô liêm sỉ như vậy, đặc biệt là khi đối mặt với phụ nữ tay không tất sắt, nhưng bây giờ tôi không còn lựa chọn nào khác. Cái giá của việc làm quân tử là cái chết, vẻ mặt của quang thiên sứ thay đổi ngay lập tức, cô ta giơ tay lên, tấm chắn thánh quang lập tức xuất hiện. Tấm khiên thánh quang bao phủ các điểm quan trọng của cơ thể, mà kiếm không thể phá vỡ, thần kiếm thì bị chặn lại. Thế nhưng, quỷ kiếm không đâu không thể xuyên qua, đã đâm xuyên tấm khiên thánh quang, một luồng kiếm khí hàn lạnh đã đâm vào cơ thể của quang thiên sứ. Quang thiên sứ vừa tức giận, nhục nhã lại khó chịu. Sau khi quỷ kiếm xuyên thủng qua tấm khiên thánh quang, sát thương đem lại rất yếu, nhưng hơi lạnh trong kiếm vẫn còn đó, đâm vào phần bụng dưới, sao có thể không khiến cô ta nhục nhã điên lên được. Quang thiên sứ hai tay nắm chặt và dơ cao thanh kiếm thuần túy thánh quang, chém về phía tôi, lúc này tôi mới xuất ra ba thanh kiếm, không thể ngưng tụ toàn bộ kiếm khí để chống đỡ ngay lập tức, chỉ có thể dùng đỡ thanh kiếm vạn thiên sấm môn để đỡ đòn. Kiếm thánh quang uy nghiêm như vậy, một kiếm chém xuống ngàn vạn thánh hỏa. Trong thánh hỏa, sấm sét cuồn cuộn, tia chớp đan sen, còn có cả sức mạnh của phù văn huyền bí. Tôi có thể chặn nhát kiếm bằng thanh kiếm của mình, nhưng tôi không thể ngăn được ngọn thánh hỏa và sấm sét trên thanh kiếm của cô ta. Hai thanh kiếm va chạm nhau, kiếm vạn thiên sấm ngôn phát ra tiếng keng thê lương, sau đó thánh hỏa cùng sấm sét giáng xuống thân kiếm của tôi. Thánh hỏa đốt cháy thân kiếm của tôi, sấm sét tác động lên linh hồn tôi. Tôi bị trúng đòn và bay ngược lên không trung, quang thiên sứ đã thành công chỉ với một đòn tấn công và đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tuyệt vời này. Cô ta vừa cầm thanh kiếm nặng nề, vừa thả tay ra để vẽ những nét phù văn vàng bí ẩn trong không trung. Phù văn tập hợp thành chuỗi và dần dần phát triển thành một ngọn thương vàng sớm đã lường được quang thiên sứ sẽ còn ẩn giấu chiêu bài, nhưng không ngờ rằng vũ khí bổn mệnh của cô ta lại là cây thương. Tôi đã thăng lên là vĩnh hằng kiếm chủ, vạn kiếm cũng không thể phá hủy, với chiến lực của quang thiên sứ thì không thể giết chết tôi, bởi vì kiếm thể của tôi có thể nuốt chừng phần lớn lượng kiếm ý, đây cũng là điều tự tin khi tôi quyết đấu với quang thiên sứ. Thế nhưng, không bao gồm ngọn thương, kiếm là vua của trăm vạn binh khí, thương lại là giặc trong trăm vạn binh khí. Hễ bất cứ thứ gì được gọi là giặc, đều là sự tồn tại cực kỳ gian xảo và tàn nhẫn. Dòng chữ màu vàng xuất phát từ lời truyền thụ của Thiên Đạo, ngọn thương này được Thiên Đạo thiết kế riêng cho Quang Thiên Sứ. Sau khi ngọn thương đã được tạo hình hoàn chỉnh, tôi thoáng ngửi thấy mùi quen thuộc từ trong ngọn thương. Đây là loại thương gì? Tôi lùi lại hỏi, "Thiên Tặc, Nguyệt Trung Đạo Thần." Quang Thiên Sứ cười khẩy đáp, "Không, không thể nào, Thiên Đạo làm sao có thể khống chế được sức mạnh của Thiên Tặc Tinh?" "Thần không toàn năng, Thiên Đạo thì không gì không thể." sau khi tạ mặt lăng chết, thiên đạo nắm giữ được toàn bộ sức mạnh của thiên tặc tinh, ban nó lại cho ta. Cái gọi là nhân quả luân hồi, đây chính là nhân quả luân hồi của hai đời ma đạo tổ sư các ngươi. Lời nói của quang thiên sứ khiến trái tim tôi ngay lập tức trùng xuống. Khi đó, từ phúc đoán chữ, chữ nhất, chính là có bắt đầu cũng có kết thúc, mối quan hệ giữa tôi và ma đạo tổ sư chính là sự luân hồi số mệnh hoàn hảo. Sau này, tôi khám phá ra bí ẩn về thân thế của đạo tổ, biết được rằng ông ấy không phải là vận mệnh chi tử, cũng không phải mệnh thất sát, mọi thứ đều là do ông ấy đánh thắp được nhờ vào sức mạnh của Thiên Tặc Tinh, thứ được tôn xưng là Nguyệt Trung Đạo Thần Thiên Tặc Tinh mới là nguồn vốn của ông ấy. Thật không ngờ được, bây giờ thứ tôi phải đối mặt lại chính là sức mạnh của Thiên Tặc Tinh. Chương 1432, Ngọn Thương Thiên Tặc 2. Nếu hôm nay tôi bị thương Thiên Tặc một nhát đâm chết, há chẳng phải sẽ ứng nghiệm lời nói của Từ Phúc, hoàn thành một kiếp luân hồi định mệnh giữa tôi và Ma Đạo Tổ Sư sao? Áp lực tôi gánh lấy ngày càng lớn, khí thức của tôi bị quang thiên sứ khóa chặt, khiến tôi không thể trốn thoát. Khi ngọn thương thiên tặc ngày càng đến gần tôi, một lần nữa, tôi cảm thấy cái chết đang đến gần với mình. Tôi tưởng mình đã thoát khỏi sự kiểm soát của vận mệnh nhưng không ngờ lại bị mắc kẹt trong nhân quả luân hồi. Trong trận chiến này tôi đã mất đi ưu thế vốn có, không thể không bước vào lĩnh vực cấm chế của thần. Giờ đây quang thiên sứ đã sử dụng đến thương thiên tặc, dùng sức mạnh vận mệnh phong ấn đi quỹ đạo vận mệnh của tôi, không thể chạy trốn không ai có thể thoát khỏi nhân quả, ngay cả thiên đạo cũng sẽ vì côn mà bị giam cầm trong nhân gian. Giữa sự sống và cái chết, tôi chợt nhớ ra một chuyện. Cho dù là ở côn luân tuyết vực, huyền quan huyễn ma hay là sau này trong thần miếu nữ oa, pháp thân tam thanh của đạo tổ mà tôi nhìn thấy chỉ là một bóng lưng, ngoại trừ hình ảnh phản chiếu ý chí của ông ấy là ngoại lệ. Khi đó, tôi cho rằng đạo tổ là người xa cách, kiêu ngạo và tôi không xứng đáng được gặp mặt. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ ông ấy cũng đã đoán ra chuyện gì xảy ra rất nhiều năm sau đó, điều không muốn đối mặt chính là nhân quả giữa tôi và ông ấy. Một người là bắt đầu, một người là kết thúc, nếu cuộc gặp gỡ của chúng tôi xảy ra thì chính là kết thúc của mọi chuyện, vậy thì mọi thứ liên quan đến ma đạo đều sẽ bị xóa sạch ngay lập tức. Mục tiêu của ngươi là ta, tôi nhìn quang thiên sứ nói, đương nhiên, một thần giới còn con sao xứng để ta ra tay. Thiên phụ không thể từ tay giết ngươi, cho nên chỉ đành để ta đến kết thúc số mệnh của ngươi. Nói xong, quang thiên sứ tăng thêm sát khí. Lúc này kiếm thể của tôi đã bị thánh hỏa thiêu dụi toàn thân, hồn phách gần như bị sấm sét đánh nát tan. Nhìn thấy ngọn thương thiên tặc từng chút một tiến đến huyệt thần đình của tôi, tôi không còn sức để ngăn cản. Mà đạo tổ sư, hãy cảm nhận sức mạnh hủy diệt từ thiên tặc tinh đi. Những lời này nói ra, thương thiên tặc cuối cùng đã đánh trúng huyệt thần đình của tôi. Bùm, một tiếng nổ, ý thức của tôi hỗn loạn. Một luồng khí sát phạt không thể ước tính được tràn vào huyền quan của tôi sức mạnh này chính là sức mạnh của thiên tặc. Thiên tặc vào huyền quan, ngay lập tức bắt đầu đánh cắp sức mạnh ở bên trong huyền quan của tôi. Huyền quan của tôi rộng lớn và vô tận, chứa đựng khả năng vô hạn và sức sống gần như bất tận. Tuy nhiên, với sự xâm nhập của thiên tặc tinh, toàn bộ sức mạnh của huyền quan đến cuối cùng sẽ bị nó đánh cắp toàn bộ, sau cùng nó sẽ trở thành một thế giới chết chóc. Huyền quan là con át chủ bài thực sự của tôi, tôi thậm chí còn nghĩ đến việc nếu tôi có thể sử dụng huyền quan của mình để cứu tất cả chúng sinh khỏi họa diệt thế và mở ra cánh cửa đến thế giới mới cho họ hay không. Vì điều này, tôi sẵn sàng trả bất cứ cái giá nào. Huyền quan của tôi còn lưu giữ sức mạnh ý chí của U Huỳnh và Trúc Chiếu, giờ khắc này tôi cảm nhận được nguy cơ đang đến, sức mạnh ý chí của hai con thánh thú một lần nữa hòa thành hình em mờ dương ngư và tạo thành thái cực đồ đen trắng. Thái cực đồ đen trắng không ngừng xoay tròn, như thể cố gắng kéo thương thiên tạc vào trong vòng xoáy âm dương và nuốt chửng nó một cách triệt đề thì ra bên trong huyền quan của ngươi còn có sức mạnh của hai con thánh thú. Quang Thiên sứ có chút kinh ngạc nói, "Thiên Tặc là nhân quả của ta, hai thánh thú này Âu cũng là nhân quả của Thiên đạo." "Ha ha, ngươi sai rồi, nếu là ý chí thánh thú hoàn chỉnh, quả thực có thể phòng ấn ngọn thương Thiên Tặc. Đáng tiếc, hai cỗ ý chí này, sức mạnh quá yếu, chỉ có thể kiềm chế trong chốc lát, sớm hay muộn cũng đều bị thương Thiên Tặc trộm lấy. Cầm chân trong chốc lát cũng đủ để ta giết ngươi rồi." kiếm thể của tôi vẫn luôn chịu đựng sự thiêu đốt của thánh hỏa nhưng mà thanh kiếm vạn thiên sấm ngữ trong tay tôi lại đang liên tục nuốt lấy kiếm ý của quang thiên sứ còn dẫn chúng vào cả bên trong kiếm thể kiếm thể trông như có nhiều lỗ thủng đáng thương muôn phần nhưng kiếm ý chứa trong đó đã vượt quá giới hạn kiểm soát của tôi lúc này ngọn thương thiên tặc đã bị ý chí của hai con thánh thú kiểm chế cũng là lúc tôi phát động một cuộc phản công ngay lúc đó tôi tập trung toàn bộ kiếm ý của mình thanh kiếm vạn thiên sấm ngữ rung lắc một hồi bộc phát ra lượng kiếm khí mạnh mẽ vô song, kiếm khí dâng trào và ngay lập tức đánh bật thanh kiếm thuần túy thánh quang. Quang Thiên sứ dùng thần niệm ngưng tụ ra thương thiên tắc, nhưng bất ngờ bị tôi đánh trả, phút chốc đã trở nên thất thần. Điều tôi muốn chính là khoảnh khắc này, xuất kiếm vô hối, điên cuồng đâm thanh vạn thiên sấm ngữ vào những bộ phận quan trọng của cô ta, giải phóng toàn bộ kiếm ý trong cơ thể tôi. Quang Thiên sứ trở nên bị động trong một chiêu thức, chỉ riêng thanh thuần túy thanh quang đã không phải là đối thủ của tôi lần nữa triệu hồi khiên thánh quang nhưng lần này nó không tồn tại được bao lâu đã bị kiếm khí của tôi nghiền nát sau đó kiếm khí bắt đầu tẩy phạt cơ thể cô ta dòng máu màu vàng kim bắn tung tóe hóa thành thánh hỏa và bốc cháy khi thương thế ngày càng nghiêm trọng ngọn thánh hỏa cũng ngày càng cháy dữ dội mà hình ảnh quang thiên sứ thì ngày càng mờ đi trong ngọn thánh hỏa rực cháy thứ thánh hỏa đốt là nguồn sống của quang thiên sứ chỉ cần thánh hỏa cháy rụi thì sinh mệnh của cô sẽ chấm dứt bóng dáng của quang thiên sứ ngày càng mờ nhạt tôi tưởng cô ta sẽ bị nỗi sợ hãi cái chết chiếm lấy nhưng không ngờ cô ta lại đang mỉm cười với tôi ngươi cười cái gì mà đạo tổ sư ngươi có biết tại sao thiên phụ lại không muốn tự tay giết ngươi không quang thiên sứ hỏi tại sao bởi vì ông ấy muốn huyền quan của ngươi nếu huyền quan của ngươi bị phá hủy ngươi sẽ không có giá trị gì trong mắt ông ấy nữa nhiệm vụ hiện tại của ta đã hoàn thành thiên phụ sẽ không bao giờ nương tay với ngươi nữa cho dù ta có bị thiên đạo giết chết thì cũng là chuyện của sau này bây giờ thì người phải chết là ngươi. Ma đạo tổ sư, ngươi thật sự cho rằng ta sẽ bị ngươi giết chết sao? Ta không thể nghĩ ra được lý do nào để ngươi sống tiếp được nữa. Ha ha, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, ta sẽ không chết. Giọng nói của quang thiên sứ ngày càng trở nên thanh thoát hơn, cuối cùng thân hình đó hoàn toàn bị ngọn thánh hỏa nuốt chừng. Sau khi cô chết, ngọn thánh hỏa vô tận lấp đầy toàn bộ khoảng hư không phản vệ của năng lượng một lần nữa làm suy yếu kết giới của thế giới hư không, sau đó tôi dùng kiếm chém đôi và thoát khỏi đó. chương 1433, thân làm cha mẹ. Đại lục thần giới hoang tàn, chiến tranh ở đây chưa từng dập tắt, chư thần còn đang chìm trong nỗi bi thương vô tận. Một trận chiến này không biết đã có bao nhiêu thần tộc bị diệt vong, cũng không biết có bao nhiêu sinh linh chết dưới ánh sáng sám hối mà quang thiên sứ bộc phát ra khi tiêu biến. Mặc dù không hoàn toàn biến thái cổ thần giới thành vùng đất chết, nhưng hiện thực thì cũng không khác gì cho lắm. Các mạch đất vẫn còn đó, nhưng trường năng lượng lưỡng cực đã bị U Huỳnh cùng Trúc Chiếu sử dụng quá mức. Từ nay về sau, thế giới này sẽ không thể quay trở lại khung cảnh phồn vinh như trước đây nữa, cũng sẽ không có thêm một thần tộc mới nào được sinh ra nữa, mà chỉ già đi từng ngày, rồi cuối cùng, ắt sẽ đi đến kết cục giống như ma giới và minh giới vậy. Đại quân thần giới 10 phần chẳng sống sót nổi một phần, bây giờ đang nhận lấy trách nhiệm nặng nề xây dựng lại thần điện phần lớn chư thần đều đã nằm lại chỉ còn lại nữ thần băng tuyết ở bên cạnh mộ dung nguyên duệ những vị thần linh khác đều đã trở về với thần tộc của mình để an ủi vong linh xây lại thần điện dưới sự tàn phá thảm khốc thần giới đã không còn cần đến trật tự nữa bởi vì mọi sinh vật sống chỉ còn lại nỗi đau cùng hồi ức họ hồi tưởng về những ngày xa xưa tươi đẹp của thần giới khi mặt trời chiếu rọi mặt trăng tranh dành thế chỗ và các ngôi sao tỏa sáng rực rỡ từ nay về sau sẽ không còn có thể nhìn thấy ánh sáng của thái dương thần sự gia hộ của Nguyệt Thần, linh khí băng tuyết không còn, làn gió thổi cũng chẳng ấm áp nữa. Nước biển không còn do thần linh cai quản, hỏa linh cũng không còn được hỏa thần triệu hồi. Mọi hiện tượng tự nhiên rơi vào hỗn loạn, chỉ còn lại sự hoang tàn thảm khốc nơi hoang vu. Đêm ngày càng dài, ngày ngày càng ngắn, khi thần tính của những thần tộc còn sót lại dần dần mất đi, thì sẽ không lâu nữa, họ sẽ trở thành những chúng sinh bình thường. Nguyên nhân nằm ở niềm kiêu hãnh của thần tộc đã hoàn toàn bị đánh bại và vinh quang của thần tộc đã u ám mở mịt. Bức tượng điêu khắc thái cổ lôi thần ở vực lôi đình đã lẳng lặng đổ sụp xuống, với tư cách là cha của chúng thần trong thần giới, bức tượng của ông có ý nghĩa phi phàm đối với thần giới. Tượng thần sụp đổ cũng đồng nghĩa với việc thần giới đã hoàn toàn mất đi sự truyền thừa thần tính. Có lẽ không bao lâu nữa, thái cổ thần giới sẽ phải đổi một cái tên khác. Thần giới bị thất lạc, vương quốc bị bỏ rơi, nhìn thấy một thần giới thương tan, trong lòng tôi cảm thương vô hạn. Tam giới thái cổ đại diện cho quá khứ của vũ trụ, sự suy tàn của chúng đã chứng minh tính chất không thể đảo ngược của thời gian, quy luật thịnh cực tất suy của đất trời. Những gì đã mất thì không bao giờ có thể lấy lại được, cho dù có những bậc cao thủ như Kiêm Hà, Mộ Dung, Thủy Hỏa thì cũng không thể tránh khỏi việc thời gian sẽ biến tam giới thái cổ triệt để chìm trong dòng chảy lịch sử. Tôi đã thấu tỏ kết cục của thần giới, cho đến khi những chúng sinh còn sống này dần dần đi đến bờ vực bị diệt vong mà tôi vẫn không thể chỉ cho họ một con đường sống họ thuộc về quá khứ trong khi nhân gian thuộc về hiện tại quy khư không thể dung nạp bọn họ nhân gian cũng không cần đến thần linh thái cổ nghĩ đến đây trong lòng tôi càng thấy buồn hơn buồn thay cho nguyên duệ tại nơi ở tạm thời trong điện chiến thần nguyên duệ đang chăm sóc tạ mạt và tạ lăng để ổn định các địa mạch trong thần giới hai đứa bé đã cạn kiệt sức lực bộ dạng bờ phở của chúng khiến người ta vô cùng thương xót tôi muốn ôm tạ lăng nhưng nó đã né tránh và rút vào trong vòng tay Nguyên Duệ. May mắn thay, tạ mạt có ấn tượng tốt với tôi, cho phép tôi ôm con bé vào lòng. Thân thể tạ mạt rất nhẹ, hơi thở nặng nề hơn bình thường rất nhiều. Nguyên Duệ nói đúng, tôi có lẽ là người cha tắc trách nhất trên đời này, ôm con gái yêu quý của mình vào lòng, nhưng lại không biết phải nói gì với con, chỉ có thể dùng sức ôm con vào lòng, dùng cầm âu yếm ma sát phần chán con bé. Tạ mạt vô cùng xinh đẹp, rất giống mẹ con bé. Làn da bé mịn như tuyết, dưới hàng mi dài cong cong là một đôi mắt to, con người đen trắng rõ ràng. Chiếc mũi tinh xảo chuyển động lên xuống theo hơi thở nặng nề, bộ dáng vừa đáng yêu vừa đáng thương khiến người ta đau lòng vô cùng. Tạ lăng cũng rất giống tôi, nhút nhát lại bướng bỉnh, khi tôi nhìn thằng bé, nó sẽ quay người đi, khi tôi không nhìn nó nữa, thằng bé sẽ lén lút nhìn tôi. Tôi mong thằng bé sẽ không đa tình như tôi, vướng phải nhiều nợ đào hoa đến vậy. Hai đại thánh thú có thể đầu thai thành người, không biết đã phải tốn hết bao nhiêu cơ duyên để làm được điều này trở thành con tôi tôi cũng không biết đó là may mắn hay xui xẻo của chúng tạ mạt con có hận cha không tôi nhẹ nhàng hỏi tại sao lại phải hận cha khi các con cần cha cha lại không ở bên cạnh mỗi một lần cha xuất hiện đều khiến các con chịu khổ không hận tạ mật nghiêm túc suy nghĩ một chút rồi lắc đầu đáp tại sao con cũng không biết vì sao em trai thường mắng cha nhưng khi ngủ em ấy lại thường gọi cha còn con thì sao con có từng mơ thấy cha chưa con có tôi ôm tạ mặt ngồi lên cột đá trong thần điện tựa đầu tạ mặt vào lồng ngực tôi vuốt ve mái tóc mềm mại của con bé hỏi mơ thấy cha đang làm gì con nằm mơ thấy cha không cần chúng con nữa nói xong tạ mặt sụt xịt mũi hỏi cha cha sẽ không cần chúng con nữa à không đâu cha sẽ ở bên các con mãi mãi ngoéo tay không được lừa tụi con được tôi móc tay với tạ mặt và hứa hẹn mặc dù trong lòng tôi biết rằng mình sớm đã không thể đưa ra hứa hẹn được nữa. Dù là tạ mặt hay tạ lăng, chúng đều không phải là những đứa trẻ bình thường, chúng đã giác ngộ từ rất sớm, đó là lý do tại sao con bé có thể nói chuyện với tôi với một giọng điệu rõ ràng là không phù hợp với lứa tuổi của con bé. Những đứa trẻ bình thường như chúng vẫn còn ngu ngơ, ngây thơ nhưng chúng đã tự mình gánh vác lấy vận mệnh của mình. Ký ức của U Huynh và Trúc Chiêu không còn tồn tại, nhưng với tư cách từng là những sự tồn tại trí cao vô thượng, Chúng nó vẫn giữ được năng lực hiểu biết mạnh mẽ, vừa có thể khám phá về môi trường xung quanh, vừa có thể hiểu thấu được lòng người. Tuy nhiên, sự sâu sắc này ẩn sâu trong tâm hồn chúng, không thường xuyên được bộc lộ ra ngoài, vẫn tuân thủ sự hồn nhiên mà dáng vẻ trẻ thơ vốn có. Nhưng một khi có điều gì đó chạm đến tâm hồn chúng, chúng sẽ ngay lập tức thể hiện sự hiểu biết sâu sắc, đó chính là khởi nguồn cho giấc mơ của Tạ Mạt. Tôi nhìn về nguyên duệ, như thể thánh nữ cô xà tiên tử của Côn Lôn núi tuyết thái cổ chiến thần nhưng giờ đây lại giống dáng vẻ của một người mẹ hiền tư. Gạt đi sự yêu sầu bao trùm thần giới, cô ấy dịu dàng an ủi con trai tạ lăng. Cảm nhận được ánh nhìn của tôi, Nguyên Duệ nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng, thâm tình tựa nước. Nếu có thể, tôi sẽ đánh đổi mọi thứ để đổi lấy thời gian an yên. Tuy nhiên, huyền quan đang không ngừng bị thiên tạc tinh nuốt chừng luôn nhắc nhở tôi, rằng cảnh tượng trước mắt đã là dư âm cuối cùng của cuộc đời tôi. Nguyên Duệ còn chưa đoán trước được, nhưng tạ mặt đã nhìn thấy số phận của tôi trong giấc mơ. chương 1434, Kiêm Hà rời đi một. Trận chiến ở thần giới đã gây chấn động đến không biết bao nhiêu bậc trí tôn trong vũ trụ. Tử thần đã dẫn dắt đại quân Hy Di đánh bại quân đoàn thiên sứ, sau đó tôi dựa vào vực thẳng hư không mà tiêu diệt con cưng của thiên đạo quang thiên sứ. Những chiến tích rực rỡ này đã làm dung chuyển địa vị bất khả chiến bại của thiên đạo, đồng thời ban cho những bậc trí tôn ẩn sâu trong khoảng hư không vũ trụ một tia hy vọng. Trời diệt chúng sinh, chúng sinh diệt trời thiên đạo cường đại đến vậy chỉ dựa vào ma đạo chỉ dựa vào nhân gian thì cũng không đủ để bàn đến chuyện thắng bại bắt buộc phải tập hợp toàn bộ sức mạnh của toàn vũ trụ mới có thể đẩy ngã cánh cổng của thiên đạo đối mặt với bổn tôn thiên đạo tạ lan có một điều em không thể nghĩ thấu mấy ngày này em vẫn luôn suy đoán dù thế nào thì quang thiên sứ cũng không nên chết trong tay anh nghiêm túc mà nói cô ta vốn không nên chết mới đúng nguyên duệ nói tại sao chứ anh nghĩ thử xem ở thiên quốc, địa vị quang thiên sứ chỉ dưới thiên đạo, nhận biết bao sự sủng ái, là thánh nữ của thiên quốc, nếu như cô ta chết đi, thiên đạo làm sao có thể đến chút phản ứng cũng không có. Thiên đạo có thể không quan tâm đến sự tồn vong của đại quân thiên sứ, cũng giống như việc ông ta chẳng mảy may quan tâm đến đại quân thiên khiển của tứ linh thần thú, nhưng mà, theo lẽ thường mà nói, không có lý do gì để ông ta dễ dàng từ bỏ quang thiên sứ như vậy. Thiên tâm khó đoán, có lẽ quang thiên sứ cũng không có chỗ trong mắt ông ta. Không, không giống nhau, quang thiên sứ đối với thiên đạo cũng giống như anh đối với vận mệnh vậy. Rất nhiều chuyện, bản thân vận mệnh không thể tự mình làm được, nên mới sinh ra đứa con của vận mệnh. Thiên đạo cũng vậy, quang thiên sứ là người phát ngôn hoàn hảo nhất của ông ta, vì vậy ông ta mới bỏ ra rất nhiều công sức, không tiếc trao cho cô ta ngọn thương thiên tặc, hơn nữa còn mở sẵn con đường thánh quang trói lọi cho cô ta. Nguyên Duệ nói rằng mỗi người đều có sở thích riêng của mình, quang thiên sứ chắc chắn là nghịch lân của thiên đạo, Tôi đã giết quang thiên sứ, một sự tồn tại kiêu ngạo vạn cổ như ông ta không thể im ỉm mà không làm gì được. Tôi nhớ lại lời của quang thiên sứ trước khi tôi tiêu diệt thần hồn cô ta, cô ta đã nói rằng mình sẽ không bao giờ chết đi. Mỗi người chỉ có một linh hồn, thậm chí có là thiên sứ thì cũng không ngoại lệ. Những gì còn sót lại khi ma đạo tổ sư nhất khí hóa tam thanh chẳng qua chỉ là hai hình ảnh phản chiếu thần niệm của ông ấy, mà tàn hồn cuối cùng của ông ấy đã trở về với thiên địa trong chấn hồn quan rồi mà đó cũng là thật sự chết đi bởi vì thiên đạo đã nắm bắt được sức mạnh của thiên tạc tinh. Đạo tổ không chết, sức mạnh của thiên tạc tinh sẽ không bao giờ rơi vào tay thiên đạo. Trong trận chiến vực trả hồn, những gì tôi nhìn thấy trong cờ chiêu hồn là tàn dư ý chí cuối cùng của ông ấy, hiện thực thì từ lâu đã bị tiêu diệt. Nguyên Duệ, Quang Thiên Sứ nói với anh rằng ả à sẽ không chết, nhưng anh thật sự nghĩ không ra lý do mà ả à có thể sống sót. Tôi nói, nhưng cô ta lại càng không có lý do để lừa anh nếu cô ta nói mình có thể sống sót thì chắc chắn cô ta sẽ sống sót nguyên duệ trả lời vô cùng chắc chắn sao em lại chắc chắn thế tôi hỏi tạ lan có một chuyện em chưa nói với anh chuyện gì vậy việc này có liên quan tới kiêm hà nguyên duệ cho biết vào ngày diễn ra trận chiến thiên sứ kiêm hà từ đầu đến cuối đều không ra tay cô lặng lẽ đứng đó từ đầu đến cuối nhìn lên trời theo dõi trận chiến nhưng lại không hề ra tay điều này đã thu hút sự chú ý của nguyên duệ mỗi khi có một thiên sứ từ trên trời rơi xuống ngọn thánh hỏa trong mắt kiêm hà sẽ cháy càng dữ dội hơn em nghi ngờ em nghi ngờ rằng kiêm hà có liên quan đến sự tái sinh của quang thiên sứ đúng vậy bởi vì quang thiên sứ đã từng để lại dấu ấn ở sâu trong linh hồn kiêm hà nhưng điều này cũng không có nghĩa là quang thiên sứ có thể mượn cơ thể của kiêm hà mà tái sinh tôi đáp lời cái gọi là dấu ấn linh hồn có lẽ với người khác vẫn khó hiểu nhưng đối với sát phá lang tam tinh mà nói thì đó là điều đã trải nghiệm qua từ lâu thùy hỏa và tuyết dương đều trở nên mạnh mẽ hơn nhờ sự trợ giúp của dấu ấn linh hồn trong mệnh cách dấu ấn linh hồn cho phép thùy hỏa và tuyết dương trực tiếp sở hữu một phần ký ức của tham lang và phá quân đời trước cũng chỉ là một phần ký ức vì vậy thùy hỏa vẫn là thùy hỏa phá quân là phá quân tuyết dương cũng vậy chương 1435, nghìn kiêm hà rời đi khai bọn họ đều là những bản thể hoàn toàn mới không phải cơ thể mà hai đại hộ pháp tái sinh. Khi tôi giải thích điều này với Nguyên Duệ, cô ấy nói tạ lan, chuyện này khác. Sở dĩ Thùy Hỏa và Tuyết Dương trở thành chính họ là vì họ đã tìm thấy vận mệnh của chính mình, nên họ mới không trở thành người khác. Ý em là, Kiêm Hà vẫn chưa tìm được vận mệnh của riêng mình. Có lẽ trước đây cô ấy đã tìm được, nhưng bây giờ cô đã đánh rơi mất rồi. Cùng với sự sụp đổ của thái cổ ma giới, vận mệnh của Kiêm Hà đã mất đi. Tạ Lan, Kiêm Hà là thánh nữ của tộc Huyễn Ma, bây giờ thì tộc Huyễn Ma đã diệt phong rồi. Lời này của Nguyên Duệ khiến tôi cảm thấy vô cùng nặng nề. Trên thực tế, tôi đã cảm nhận được sự thay đổi của Kiêm Hà, tôi cũng biết rằng trong lòng cô ấy chứa một nỗi buồn không thể tả. Tuy nhiên, tôi đã đánh giá thấp tầm quan trọng của tộc Huyễn Ma đối với cuộc đời cô ấy. Huyễn Ma đã bị diệt tộc, một thánh nữ như cô, gánh vác lấy hy vọng toàn tộc Huyễn Ma sẽ tiếp tục tồn tại như thế nào đây? Nếu Kiêm Hà cứ vậy mà đánh mất ý nghĩa vận mệnh của mình, thì dấu ấn linh hồn mà quang thiên sứ để lại sâu trong linh hồn cô sẽ phát huy tác dụng, đến cuối cùng ả à sẽ đoạt lấy thân thể và tái sinh trong cơ thể của Kim Hà. Anh nên làm gì đây? Tôi hỏi, anh không thể làm gì hơn, lựa chọn vận mệnh chỉ có thể do cô ấy, không ai có thể thay người khác quyết định vận mệnh. Thùy Hòa cũng không thể giúp cô ấy sao? Thứ Thùy Hòa điều khiển là ký ức, mà Kim Hà đánh mất đi vận mệnh, còn chưa quên đi ký ức trong quá khứ. Tạ Lan, có một số việc không thể dùng tình cảm bù đắp được lẽ nào chúng ta chỉ có thể bất lực nhìn quang thiên sứ tái sinh trong cơ thể kiêm hà sao tôi hỏi đúng vậy trừ khi kiêm hà tự mình đưa ra quyết định trước đây tôi từng cảm thấy vui thay vì kiêm hà có được ma cách hoàn hảo nhưng giờ đây ma cách hoàn hảo ngược lại đã trở thành tâm ma lớn nhất của cô ấy bởi vì ma cách hoàn hảo không hề bài trừ sức mạnh của thánh quang nghĩa là dấu ấn linh hồn của quang thiên sứ có thể dung hòa hoàn hảo với linh hồn của kiêm hà các địa mạch của thần giới đã bị đứt đoạn các dòng sông bị bóp méo và cần định hình lại tôi bay khắp thần giới và cuối cùng tìm thấy kiêm hà ở bên một bờ sông phủ đầy xương mù lạnh lẽo một lớp xương và tuyết đã ngưng tụ hai bên bờ sông xương và tuyết dày đặc thần giới đã bị lực hủy diệt của đại quân thiên sứ tổn hại nặng nề chỉ có thể ngày càng lạnh hơn đêm sẽ càng ngày càng dài ra nói cách khác gió và xương tôi thấy bây giờ sẽ không bao giờ tan biến kiêm gia thương thương bạch lộ vi xương sở vị y nhân tại thủy nhất phương kiêm hà nhỏ giọng đọc bài thơ này khiến tôi nhớ lại lần đầu tiên gặp cô ấy trong lòng tôi cảm thấy buồn bã không thể giải thích được tôi bước đến gần cô ấy nắm tay cô ấy và nhìn vào mắt cô ấy kiêm hà đừng rời xa anh từ khi trở thành ma đạo tổ sư tôi chưa từng cầu cạnh ai bây giờ đứng trước tình yêu của đời mình tôi đã đưa ra yêu cầu đầu tiên của mình ở điện vạn ma tôi đã nếm trải nỗi đau ly biệt khi kiêm hà trở lại ma giới nhưng lần này nếu kiêm hà rời đi lần nữa thì sẽ không bao giờ quay lại Đôi mắt của Kiêm Hà trống rỗng, cô ấy dường như không nghe lọt lời tôi nói. Em đã chứng kiến cảnh thiên sứ chết đi, cũng trải qua cảnh ngộ diệt vong của ma giới. Tạ Lan, chúng ta đều đang từng bước đi tới sự hủy diệt đúng không? Đúng vậy, không có gì tồn tại mãi mãi. Tôi muốn bác bỏ những gì cô ấy nói, nhưng tôi phải thừa nhận rằng những gì cô ấy nói lại là sự thật. Nếu đã như vậy, có tồn tại hay không, có thể đánh bại thiên đạo hay không cũng có ý nghĩa gì chứ? Hết thảy sự tồn tại đều là bong bóng trên thế gian vạn vật muôn màu cũng đều chỉ là che mắt lòng người mà thôi khi tôi nghe kiêm hà nói những lời này nói của tử thần tôi biết rằng cô ấy hiện giờ tâm như cho tàn bị tuyệt vọng bao phủ tôi ôm chặt cô ấy trong lòng lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự gầy gò của cô ấy nếu là quá khứ tôi có thể tự hào nói với cô ấy rằng tôi sẽ cùng cô ấy đi đến tận cùng thế giới tuy nhiên thời gian của tôi không còn nhiều cũng không biết làm cách nào để an ủi cô ấy tạ lan Em có thể cảm giác được trong linh hồn em có thêm một người. Ừm, em phải đi, đi đâu, đi đến một nơi mà em có thể mãi mãi sám hối với tội lỗi của mình. Chỉ ở đó, em mới có thể sống trong đau đớn mãi cho đến ngày tận thế. Chương 1436, thiên lộ nơi nào. Tôi không biết Kiêm Hà sẽ đi đâu, nhưng tôi biết, sau khi chia tay, tôi sẽ không thể gặp lại cô ấy nữa. Có lẽ sẽ có một ngày, cô ấy sẽ chiến thắng tâm ma, nhớ được bản thân là đệ tử ma đạo vạn thế thiên hồng nhưng tới lúc đó tôi đã không còn là tổ sư của ma đạo nữa kiêm hà từng bước tiến vào sông băng đi tới bờ bên kia sương mù lạnh lẽo bao phủ cuối cùng người cô cũng biến mất trong làn sương mù lạnh lẽo bao nhiêu yêu hật sinh tử chỉ trong chớp mắt kiêm hà tình yêu của tôi tôi đứng bên bờ sông không động hồi lâu cho tới khi nước mắt hóa thành băng mới lãnh đạm rời đi kiêm hà đi rồi đi đâu nguyên duệ hỏi cô ấy nói với anh cô ấy muốn đi tới một nơi mà cô ấy vĩnh viễn sẽ không lạc lối vĩnh viễn sống ở nơi đầy thống khổ nguyên duệ sửng sốt một lát sau đó nghẹn ngào nói em biết cô ấy đi đâu đi đâu thái cổ ma giới chỉ có thái cổ ma giới thất lực mới khiến trái tim cô ấy chìm trong thống khổ và hối hận cực độ vĩnh viễn không giải thoát chỉ có ở trong nỗi thống khổ nơi địa ngục cô ấy mới không đánh mất chính mình ngăn quang thiên sứ sống lại chẳng lẽ cô ấy cứ phải tiếp tục chịu đựng thống khổ thế này mãi sao đúng trừ phi có một ngày cô ấy có thể chuộc lại lỗi lầm của chính mình, mới có thể rời khỏi địa ngục. Kiêm Hà có tội sao? Có, không chỉ là cô ấy, em cũng có tội không thể tha, bao gồm cả Thùy Hỏa. Nguyên Duệ nói, nếu như họ không quay lại, Thái Cổ Tam Giới sẽ không nhanh chóng bị diệt như vậy. Dù việc Thái Cổ Tam Giới bị diệt là việc mà thiên đạo muốn làm, nhưng sự trở lại của họ đã đẩy nhanh quá trình này. Nếu Tam Giới vẫn luôn không động, lựa chọn đầu tiên của thiên đạo sẽ là nhân gian. Chỉ vì chúng tôi quá lưu luyến với nhân gian, dẫn tới Thái Cổ Tam Giới phải kết thúc vận mệnh trước tiên. Từ dòng thời gian, chúng tôi làm như vậy không hề sai, bởi Thái Cổ Tam Giới vốn là thuộc về quá khứ của vũ trụ. Nhưng đối với chúng sinh Thái Cổ Tam Giới mà nói, đây là việc cực kỳ không công bằng. Họ có quyền lợi được sống, cho dù sống thêm một ngày cũng được. Kiêm Hà nhận ra tội lỗi của mình nên đã tuyên bố tử vong cho vận mệnh của mình, sẵn sàng chịu đựng nỗi thống khổ luyện ngục để sống tiếp, chỉ để ngăn chặn Quang Thiên sứ sống lại sức mạnh của quang thiên sứ quá mạnh mẽ nếu không phải cô ta nhất quyết muốn hủy huyền quan của tôi mà phóng thương thiên tặc trận chiến hư không giới thắng lợi đã thuộc về cô ta chứ không phải tôi một khi cô ta tái sinh sẽ không có ai có thể ngăn cản được cô ta nữa bởi vì cô ta hiện tại được gọi là quang thiên sứ chết rồi được trọng sinh tên của cô ta cũng được đổi thành luyện ngục thiên sứ luyện ngục thiên sứ từ trong địa ngục nhìn lên thiên đường có lẽ tương lai cô ta sẽ trở thành thiên đạo kế tiếp thiên đạo không có lòng tin sẽ thắng được quy luật thiên địa có lẽ thiên đạo đã lên sẵn kế hoạch này khi để cô ta dẫn quân quang thiên sứ rất có khả năng chính là người kế nhiệm mà thiên đạo để lại kiêm hà đi rồi anh định khi nào sẽ đi em biết anh muốn đi tôi hỏi ừm em biết anh muốn nói tạm biệt nếu không anh sẽ không ôn nhu như vậy gần đây ánh mắt anh giống như một người khác đặc biệt là khi nhìn mạt nhi và lăng nhi vận mệnh thái cổ tam giới đã kết thúc mục tiêu tiếp theo của thiên đạo nhất định là nhân gian. Chúng ta không thể cứ chờ đợi tới lúc đó, buộc phải chủ động ra tay. Anh định làm gì, anh muốn xem xem thiên lộ ở đâu, thiên quốc lại là nơi nào. Anh đi một mình sao, đi với Thủy Hỏa, tôi nói, ôi, tới cuối cùng người có thể đồng sinh cộng tử với anh chỉ có mình cô ấy thôi. Nguyên Duệ thở dài nói, sau khi anh đi, em phải bảo vệ Mạt Nhi và Lăng Nhi thật tốt. Biết ngay anh sẽ nói như vậy, đi đi, đi tìm cô ấy đi chương 1437, thiên lộ nơi nào hai. Thật sự muốn đi, lại không nỡ từ bỏ. Mãnh liệt hôn lên môi cô ấy, nụ hôn kéo dài tới khi cả hai không còn ám ảnh nhau nữa mới kết thúc. Phi kiếm trên không trung mới nhận được thần niệm từ Nguyên Duệ. Tạ Lan, ba người bọn em ở đây chờ anh trở về. Được, tôi dùng thần niệm đáp lại cô ấy một tiếng, không dám nhìn lại, phi kiếm bay thẳng tới Thái Cổ Minh Giới. Thái Cổ Minh Giới, vùng đất cực Bắc, Thùy Họa ngồi trên băng phong vương tọa, mặc tuyết phủ đầy người vùng đất em mờ dương diệt Tuyệt đã sụp đổ thùy họa trở về với minh giới của tử vong quân hy di bị tàn sát thương vong nặng nề khiến lòng cô nặng trĩu nhưng điều cô không thể buông bỏ nhất chính là cái chết của phong chủ chỉ khi minh hòa hóa mưa xuân mới có thể khiến phong chủ tái sinh từ trong ký ức và điều này gần như là không thể trừ khi thiên đạo chết tử thần mới có thể buông xuống minh hà đao tôi đối mặt với gió tuyết từng bước tiến tới trước phương tỏa của thủy họa Điều khiến tôi ngạc nhiên là Thùy họa không trả lời ngay, cô ấy dường như đã chìm vào giấc ngủ sâu. Trong giấc mơ, Thùy Hỏa cau mày, tựa hồ như đau đớn không chịu nổi. Từ khi trở thành tử thần, tôi cũng không còn thấy cô ấy cau mày nữa. Cô ấy luôn ở phía trước, bảo hộ đệ tử ma đạo ở phía sau, mang theo toàn bộ quân uy sát khí. Chúng tôi chỉ có thể nhìn thấy sự kiêu ngạo bà bướng bỉnh của cô ấy, không thể nhìn thấy những tổn thương mà cô ấy phải chịu đựng. Sở dĩ cô ấy mất trí nhớ lâu như vậy là vì nỗi đau vượt quá khả năng chịu đựng của cô ấy. Thái sơ tử thần của Quỷ Cang đã không còn bị đau đớn quấy nhiễu, vậy mà trong mơ cô ấy lại cao mày. Tại sao lại như vậy? Tôi không làm phiền cô ấy, chỉ đứng đó nhìn Thùy Hỏa đang say ngủ, cẩn thận ghi lại từng biểu cảm của cô ấy cho tới khi gió tuyết rơi đầy người. Anh ở đây bao lâu rồi? Cuối cùng, Thùy Hỏa cũng tỉnh lại từ trong mơ. Vừa tới, anh thế này mà là vừa tới sao? Sao không gọi em dậy? Tôi rũ bỏ lớp tuyết dày trên người nói, muốn cùng em bạc đầu. Khóe môi Thùy Họa lộ ra ý cười, cô ấy đưa hai tay về phía tôi, lười biếng nói tới đây. Nắm tay nhau cùng nhau già đi, sao không thấy quân hy di của em? Tôi ngạc nhiên hỏi, đặt trong huyền quan, vốn em muốn đem toàn bộ thái cổ minh giới vào trong huyền quan của em, nhưng lại không nỡ gió tuyết đầy trời này. Em thích băng lạnh và gió tuyết, càng ngày càng thích. Thấy em lúc ngủ cứ cau mày mãi, mãi, mơ thấy cái gì rồi? Còn có thể là cái gì, cũng chỉ có chết chóc và hủy diệt, đau đớn và hoài niệm. Lúc tỉnh dậy, em có thể nhìn thấu mọi thứ không vui không buồn. Lúc ngủ luôn có một nhà đầu lâm ra làm hỗn loạn tâm trí em, hủy hoại danh tiếng thái sơ tử thần của em. Đó mới là con người thật của em, tôi nhịn không được nói. Nhưng em như vậy, không có tư cách cùng anh liên thủ chống lại thiên đạo, phải không? Thùy họa nhớn mày hỏi, ừm, đều trách anh, được rồi, ăn cơm mềm nửa đời rồi mà còn nói câu này. Thùy họa, sao trước đây chưa thấy qua em lại mồm miệng lanh lợi như vậy sao anh không thích thích thùy họa đối với việc tôi sẽ đến không hề ngạc nhiên vì cô ấy đã đợi tôi từ lâu nghe tôi nói về kiêm hà thùy họa nói sự lựa chọn của kiêm hà là đúng tạ lan em thật sự đánh giá cao tầm nhìn của anh trong việc lựa chọn phụ nữ dù là kiêm hà hay mộ dung họ đều đáng để em tôn trọng trách anh quá đa tình không chuyên tâm với em đa tình cũng có chỗ tốt của đa tình đều cô đơn như tạ mạt lăng người đau khổ không phải phá quân. Điều em an ủi nhất là tới cuối cùng cũng chỉ có em là người có thể sánh bước cùng anh. Em không trách anh kéo em vào chỗ chết sao. Nếu anh thật sự ngu xuẩn như tạ mặt lăng, em sẽ không vì anh rơi nửa giọt nước mắt. Đi thôi, thiên lộ không biết ở đâu, vợ chồng ta vừa đi vừa nói. Được, chương 1438, hư không quân vương một. Linh hồn mỗi người đều vô đơn, cho dù có bao nhiêu người cùng đồng hành cả đời thì cuối cùng cũng sẽ chết một mình. Điều may mắn nhất là tìm được bạn nữ linh hồn đồng hành cùng cả chặng đường dài, thậm chí có thể đồng hành cùng ngươi tới khi sinh mệnh kết thúc. Điều này, lúc ở cùng Thùy Hỏa tôi đã hiểu được điều này rất rõ ràng. Chỉ vì cô ấy là bạn nữ linh hồn duy nhất của tôi, cả Kiêm Hà và Nguyên Duệ đều không phải. Họ có số mệnh và sứ mệnh riêng, chỉ có Thùy Hỏa sẽ vứt bỏ mọi thứ và đi cùng tôi bất cứ lúc nào. Trên thực tế, Phá Quân cũng đủ tư cách trở thành bạn lữ. Nhưng đạo tổ đã đi một mình quá xa phá quân không thể theo kịp bước chân của đạo tổ, nên nó đã trở thành điều đáng hận nhất trong lịch sử ma đạo. Không ai biết thiên lộ ở đâu, nhưng không khó để xác định vị trí chính xác của thiên quốc. Sau khi trở thành thái sơ tử thần, Thùy Hỏa đã từng du hành trong hư không, sau đó cô và phong chủ đã tìm kiếm cơ hội của tử thần trong hư không. Trong khoảng không vũ trụ, có rất nhiều trí tôn sống sót từ vũ trụ trước đó. Họ thoát khỏi sự trừng phạt của quy luật thiên địa, đạt được cái gọi là sự sống vĩnh hằng bằng một vài thủ đoạn bí mật. Thùy Hòa kiến nghị, chúng tôi có thể định vị thiên quốc bằng cách tới gặp những đấng trí tôn này. Sự hủy diệt của Thái Cổ Tam Giới đã báo động quy luật thiên địa, đồng thời cùng báo động những bậc trí tôn ẩn sâu trong khoảng không vũ trụ này. Giờ họ phải đối mặt với lựa chọn, hoặc là chiến đấu với thiên đạo, hoặc là gia nhập trận doanh thiên đạo, không thể tiếp tục lãnh đạm chờ đợi như trước được nữa. Vì một khi quy luật thiên địa và thiên đạo va chạm vượt khỏi tầm kiểm soát, toàn bộ vũ trụ sẽ sụp đổ và bị hủy diệt, không ai có thể trốn thoát. Quy luật thiên địa tồn tại để ngăn cản vũ trụ sụp đổ. Nếu không để cho thần linh cấp cao phát triển không hạn chế vĩnh sinh, chắc chắn sẽ làm cạn kiệt linh cảm vũ trụ, dẫn tới sự sụp đổ của vũ trụ. Điều mà Thiên Đạo muốn làm là thay thế quy luật thiên địa, điều này chắc chắn sẽ chạm tới điểm mấu chốt trong việc duy trì trật tự của vũ trụ. Kết quả tốt nhất là Thiên Đạo thay thế thành công, tạo ra một quy luật thiên thiên đạo có thể áp dụng cho vũ trụ hiện tại. Nếu thất bại, sức mạnh của Thiên Đạo đủ để khiến vũ trụ sụp đổ. Nhưng dù thiên đạo thành công hay thất bại thì những bậc trí tôn cũng phải đưa ra lựa chọn. Nếu thiên đạo thua, toàn bộ vũ trụ sẽ thua, nếu thiên đạo thắng, họ sẽ phải đối mặt với sự phán xét của thiên đạo. Thời gian tiếp theo, tôi và Thùy Hỏa bắt đầu đến thăm những bậc trí tôn ẩn dấu này, thuyết phụ họ hợp lực chống lại quy luật thiên địa và tìm hiểu vị trí của thiên quốc. Vũ trụ rộng lớn vô tận, đây là một hành trình dài. May mắn là thiên đạo đã bị quy luật thiên địa nhắm chới, U Hù Inh Trúc Chiếu còn chưa trưởng thành, chúng tôi vẫn còn chút thời gian kia là sao bắt đầu, nơi ở của người Nam Hoa. Thùy Họa nói, chỉ vào một hành tinh đen trắng trên bầu trời đầy sao. Chúng ta ghé thăm Nam Hoa, tiện thể gặp cả côn luôn. Không cần đâu, Nam Hoa và côn không có ở đây. Họ đã đi đâu, Nam Hoa hẳn là cũng giống chúng ta, thuyết phục vũ trụ trí tôn chống lại thiên đạo. Còn về côn, em nghĩ y có lẽ là tới nhân gian. Nhân gian, ừm, em đã xem ký ức của côn, cũng tìm thấy thông tin của bằng từ khoảng không vũ trụ. Cái giá để Nam Hoa giúp em đúc lại cơ thể khôi cang ở hy di giới là giúp côn hóa bằng, nên em liền đưa cơ hội này cho côn. Thùy Họa kể chuyện Nam Hoa tạo ra côn đến từ một giấc mơ, và nơi cô mơ tới chính là nhân gian. Nhìn từ điểm này, côn là thuộc về nhân gian. Thùy Họa dựa trên tính toán này liền dùng một tia thần niệm để tìm kiếm toàn bộ nhân gian, cuối cùng tìm thấy ký ức lâu đời nhất về bằng ở nhân gian. Nhân gian là thế giới của sau này, sao lại có ký ức của bằng? Nghe tới đây, tôi nhịn không được hỏi so với thái cổ tam giới nhân gian đúng là thế giới của sau này nhưng anh đã quên mất sự ra đời của nhân gian vậy nhân gian hình thành như thế nào tôi hỏi không phải nhân gian không phải là kết quả của vũ trụ này của chúng ta cái gì lần đầu nghe được lý lẽ này tôi hơi ngạc nhiên tôi luôn cho rằng sự ra đời của nhân gian tuân theo quy luật tự nhiên của tạo hóa và được hình thành bởi vô số linh cảm nhưng thùy họa lại nói nhân gian là hạt giống của thế giới mà bằng mang từ thiên ngoại tới sự ra đời của nhân gian có liên quan tới bằng, đây là ký ức lâu đời nhất về bằng mà em tìm thấy ở nhân gian sao? Tôi hỏi, phải, chương 1439, hư không quân vương hai. Nếu côn thành công hóa bằng, thì nhân gian sẽ không cần lo lắng bị hủy diệt. Vì bằng chắc chắn sẽ bảo vệ nhân gian, cho dù vũ trụ sụp đổ, côn sẽ gánh vác nhân gian và đi thiên ngoại để tìm kiếm sinh cơ. Tôi nói, không, tạ lan, anh quá ngây thơ rồi. Thùy họa thở dài, lắc đầu nói, sao em lại nói vậy em nghi ngờ cái gọi là vũ trụ thiên ngoại chỉ là một vũ trụ đã sụp đổ khác và nhân gian là hạt giống sinh mệnh sau khi vũ trụ đó sụp đổ nếu đúng như vậy thì cho dù côn có gánh vác cả nhân gian thì cũng không có đường thoát khỏi không hổ là thái sơ tử thần suy đoán của cô tuyệt đối chính xác không có vũ trụ thiên ngoại tất cả vũ trụ đều đã sụp đổ và bị hủy diệt vũ trụ hiện tại của chúng ta chính là nơi duy nhất có sự sống nói xong một đạo sĩ xinh đẹp xuất hiện trước mặt tôi đạo bào đen trắng mi mục tao nhã đứng đó mỉm cười người đạm như khúc tham kiến nam hoa chân nhân tôi và thùy họa đồng thời hướng cô ấy hành lễ những gì tử thần nói chính xác là những gì tôi đã mơ thấy cách đây không lâu nam hoa nói ngoại trừ vũ trụ hiện tại của chúng tôi tất cả các vũ trụ đều đã bị hủy diệt người diệt chúng chính là hư không quân vương đại diện cho hắc ám và hư không vĩnh hằng không ngừng nuốt chửng mọi thứ cho nên hư không quân vương so với thiên đạo còn đáng sợ hơn tôi nói ngươi sai rồi hư không quân vương so với thiên đạo cũng không đáng sợ hơn nam hoa nói vì sao vì hư không quân vương chính là thiên đạo tôi lại kinh ngạc lần nữa nhưng sau khi suy nghĩ về nguồn gốc của thiên đạo tôi phải thừa nhận suy đoán của thiên đạo rất có lý thiên đạo quá mạnh tới mức vượt xa bất kỳ thần linh nào khác cùng thời với hắn mà việc thiên đạo muốn làm lúc này chính là hủy diệt vũ trụ hiện tại nhưng nếu thiên đạo chính là hư không quân vương hắn làm sao giấu được quy luật thiên địa mà tìm tới vũ trụ này khi tôi hỏi vấn đề này nam hoa nói hư không ở khắp nơi thiên đạo đã hơn một lần thay đổi thân phận không ngừng trốn tránh sự theo dõi của quy luật thiên địa đồng thời hấp thụ sức mạnh của vũ trụ để khôi phục sức mạnh của mình hiện tại năng lực của hắn đã được phục hồi gần như hoàn toàn sự khôi phục hoàn toàn của thiên đạo là khởi đầu cho sự diệt thế và kết thúc của tất cả vốn dĩ thiên đạo đã là sự tồn tại vô địch nhưng giờ hắn đã có thân phận mới tôi không khỏi lo lắng về trận chiên thiên không cần bi quan vậy đâu nếu vũ trụ của chúng ta là nơi tồn tại cuối cùng như nam hoa chân nhân nói thì điều đó có nghĩa là vũ trụ của chúng ta sở hữu sức mạnh nào đó đủ để chống lại hư không quân vương nếu không đã không thể tồn tại cho tới hiện tại thùy họa nói vậy sức mạnh này là gì khi tôi hỏi câu này nam hoa và thùy họa đồng thời im lặng không ai biết sức mạnh này là gì kể cả nam hoa không có gì không biết trầm mặc một lát thùy họa đột nhiên hỏi nam hoa nam hoa chân nhân tôi có thể hỏi ngài một vấn đề không được thôi cô hỏi đi tôi phải sử dụng sức mạnh của tử thần để tìm ký ức của bằng vậy thì ngài làm sao biết được sự tồn tại của hư không quân vương nam hoa không trả lời ngay thật lâu sau mới thở dài nói tử thần bệ hạ cô có thể tìm được ký ức về bằng nhưng mà ký ức về ta thì không tìm được phải không đúng vậy tôi cũng đã thử rồi thùy họa không phủ nhận nam hoa nói nếu các người muốn ta ở lại cùng nhau chiến đấu với thiên đạo thì đừng hỏi lai lịch của ta vì sao vì ta sợ nếu ta nói ra các người sẽ không thể gặp lại ta nữa được rồi thời gian không còn nhiều nữa chúng ta chia ra mỗi người một đường tiếp tục làm việc nên làm thôi nói xong nam hoa cáo biệt rồi biến mất so với lúc cô tới dáng vẻ rời đi của cô trông vô cùng u rũ sau một thời gian dài cuối cùng tôi cũng hiểu được ý nghĩa lời nói của nam hoa khi tôi nhìn thùy hỏa cô ấy cũng đang nhìn tôi. Hai người chúng tôi nhìn nhau mỉm cười, giấu đi sự thật trong lòng. chương 1440, Cổ Nguyệt, khi tôi cùng Thùy Họa du hành xuyên qua thiên hà rộng lớn của vũ trụ để tìm kiếm những bậc trí tôn ẩn giấu một loạt thay đổi mới đã diễn ra ở nhân gian mà chúng tôi đã bỏ qua. Đúng như Thùy Họa đoán, lý do khiến vũ trụ của chúng tôi trở thành nơi cuối cùng bị hủy diệt chính là vì chúng tôi sở hữu một lực lượng thần bí và mạnh mẽ nào đó. Lúc này, lực lượng này bắt đầu hướng tới nhân gian, trái tim của vũ trụ. Lực lượng thần bí và mạnh mẽ không có nhiều tác động tới nhân gian tam giới, nhưng nó lại mang tới cho những cường giả vốn không thể tiến vào con đường chiến thiên do thiếu sức mạnh cơ hội được thăng cấp lên lực lượng trí tôn. Phần lực lượng này có thể coi là sự phản kích của quy luật thiên địa chống lại thiên đạo. Hiển nhiên, vũ trụ đã nhận ra sự nguy hiểm và bắt đầu triệu tập các anh hùng của chính mình. Đông Hải, Quỳ Khư, Đêm Trăng Tròn, A Lê Leo lên Thánh Ma Sơn. Bất Chu Sơn đã bị tôi luyện chế thành kiếm, mà đạo hiện tại đã thành lập tổ đình mới trên Thánh Ma Sơn. Thánh Ma Sơn so với Bất Chu Sơn càng thêm cao lớn, thần thánh uy nghiêm. Ngọn núi đen tuyền, ma ý thuần túy, rất phù hợp với phong cách của ma đạo. Ý chí của Yến Tháp và Hy Hòa vẫn bị phong ấn trong núi, phải mất rất nhiều năm để tu luyện linh hồn và tìm thấy cơ duyên thức tỉnh. Với sự giúp đỡ của Thánh Ma Sơn và Tạo Ẩn, Ngạo Phong đã đoàn tụ với cơ thể rồng của mình và hiện đang ở bên A Lê nhưng nhiều ngày qua hành vi của a lê bỗng trở nên bất thường trước đây cô ấy sẽ không bao giờ lạnh nhạt với người xung quanh nhưng gần đây cô lại đột nhiên im lặng ngay cả ngạo phong cũng bị cô phớt lờ ngạo phong bối rối không biết phải làm gì trước sự thay đổi đột ngột này của a lê tuyết dương đang bế quan cậu ấy cũng không biết phải đi hỏi ai hôm nay a lê im lặng leo lên thánh ma sơn khó được dịp mở miệng ngạo phong tới lúc em phải đi rồi a lê nhìn ngạo phong nói em muốn đi đâu em vốn là thái cổ nguyệt thần hiện tại nguyệt thần tộc ở thái cổ thần giới đã tận diệt em nhất định phải trả thù cho họ em đã thức tỉnh rồi sao ngạo phong kinh ngạc hỏi ừm số mệnh của phong thần đã viên mãn em không còn bị ràng buộc ở nhân gian nữa sự thức tỉnh của phong chủ đến từ cái chết của vũ sư huyền minh trong khi sự thức tỉnh của a lê tới từ sự tận diệt của nguyệt thần tộc điều khác biệt với phong chủ chỉ một bước đăng thiên đã chạm tới thái sơ nhưng thái sơ lại không có nguyệt a lê phải từ từ thức tỉnh ở thái cổ thần giới nhưng nhờ sức mạnh thần bí của vũ trụ nguyệt tượng của a lê đã thay đổi rất nhiều nếu như có thể biểu hiện thành công nguyệt tượng ở thái cổ thần giới sức mạnh sẽ trực tiếp được thăng cấp lên bậc trí tôn thái cổ nguyệt thần đã có hai thần diện được gọi là quang diện nguyệt và ám diện nguyệt lúc này a lê được dẫn dắt bởi lực lượng bí ẩn của vũ trụ tìm thấy thần tính của mặt trăng trong thế giới cổ cũng chính là nguyệt tượng thứ ba của mặt trăng rất nhiều bình diện thế giới đều có huyền thoại và truyền thuyết về mặt trăng, quang năng có thể chiếu ra ánh sáng bảy màu, mặt trăng cũng có thể chiếu ra thất sắc. Ví dụ như trăng máu được người sói tế bái, chính là một trong số đó. Nhưng màu sắc dù có thay đổi thế nào, vẫn không thể thoát khỏi hai mặt sáng tôi. Vì vậy Thái Cổ Nguyệt Thần đã kế thừa toàn bộ thần tính của mặt trăng trong vũ trụ hiện tại, có thể dùng nó để phong thần. Lúc này được dẫn dắt bởi lực lượng bí ẩn của vũ trụ, A Lê đã thức tỉnh được thần tính thứ ba của mặt trăng trong thế giới cổ xưa có những vị thần vĩ đại u huỳnh và trúc chiếu đồng dạng cũng có cổ nguyệt sau khi thế giới cổ xưa sụp đổ thiên đạo cũng là một số trong ít đáng trí tôn may mắn thoát khỏi trừng phạt của quy luật thiên địa nhưng cổ nguyệt không được bảo tồn ngược lại còn bị thiên đạo cấm chế ném vào trong dòng sông thời gian dài đằng đắng trở thành biểu tượng ký ức mờ nhạt thiên đạo tại sao lại cấm chế cổ nguyệt ngạo phong hỏi bởi vì cổ nguyệt sở hữu thần tính thứ ba của mặt trăng có thể ảnh hưởng tới chúng sinh vạn vật nên ngay cả thiên đạo cũng rất sợ nó nên vào ngày hủy diệt thế giới khi cổ nguyệt đang ở trạng thái suy yếu đã bị phong ấn và ném vào dòng sông thời gian thần tính thứ ba của mặt trăng là gì em không biết chỉ khi em ngưng tụ thành công nguyệt tượng thứ ba mới có thể hiểu được thần tính của nó là gì nhưng bất kể là gì em tin em sẽ có tư cách chống lại thiên đạo giống như thái sơ tử thần và thái sơ phong thần ừm thế giới của chúng tôi có thể tái sinh sau khi bị hủy diệt hoặc thậm chí là được xây dựng lại sau khi bị sụp đổ, chính là nhờ sự tồn tại của quy luật thiên địa. Thiên địa rộng lớn, không thấy điểm dừng, nhật nguyệt tuần hoàn, lặp đi lặp lại, cái gọi là sức mạnh thần bí của vũ trụ, thực chất là ám chỉ ý chí của bản thân quy luật thiên địa. Hiện tại quy luật thiên địa đang cảm nhận được khủng hoảng to lớn từ thiên đạo. Để ngăn vũ trụ biến thành khoảng không vô tận và bước vào trạng thái hủy diệt tận cùng, không thể không triệu tập ý chí và thần tính mạnh mẽ để đoàn kết chiến đấu chống lại thiên đạo nó đã vớt lấy những dấu hiệu của mặt trăng của cổ thế giới từ dòng sông thời gian sử dụng điều này như một cơ hội để thúc đẩy sự thức tỉnh của a lê a lê anh có thể cùng em tới thái cổ thần giới được không ngạo phong nhìn gương mặt người yêu nghiêm túc hỏi không thể quy khư cần anh nhân gian cũng cần anh nhưng anh cần em tên ngốc này chúng ta nào có phải sinh ly tử biệt đâu đừng quên thiên diệt chúng sinh chúng sinh diệt thiên trận chiến cuối cùng chúng ta sẽ chung tay chiến đấu với thiên đạo A Lê Ngạo Phong hít một hơi thật sâu, ôm A Lê vào lòng. A Lê bay thẳng từ đỉnh Thánh Ma Sơn tới bầu trời đầy sao rộng lớn. Sau khi cô rời đi, Ngạo Phong thật lâu vẫn không chịu rời đi. Từ đó trở đi, mỗi khi màn đêm buông xuống, Ngạo Phong đều từ đỉnh núi nhìn lên, chờ đợi người yêu của mình xuất hiện từ giữa vầng trăng. Thái cổ thần giới, sau khi trận chiến thiên sứ kết thúc, đêm muộn ở Thái cổ thần giới ngày càng dài, khí hậu ngày càng lạnh. Trên trời không có nhật nguyệt tinh tú. Chỉ có một mảnh đêm tối nặng nề. Thần lực của chúng thần ngày càng suy giảm, những thần tộc còn sống chỉ có thể sống từng ngày trong thống khổ, vì họ không nhìn thấy hy vọng. Một đêm đó, Nguyên Duệ đang say ngủ bị Tạ Mạt đánh thức. "Sao vậy Mạt Nhi?" Nguyên Duệ hỏi, "Mẹ, chúng ta nhanh đi ra ngoài đi." "Nửa đêm rồi còn ra ngoài làm gì? Đi xem là biết thôi." Nói xong, đôi chân Trần của Tạ Mạt vội vã chạy ra ngoài. Chăm chú nhìn lên bầu trời đêm, trong đêm tối nặng nề một ánh sáng yếu ớt được sinh ra. chương 1441, A Lê quay về một. Đêm khuya trăng lạnh, nỗi buồn đau đớn bị kìm nén trong lòng. Nó đè nặng lên trái tim của chúng sinh trong thần giới, nuốt chừng niềm hy vọng nhỏ nhoi của họ. Tuy nhiên, chỉ đêm nay, một ánh sáng mờ nhạt đã được sinh ra trong màn đêm u tối. U Huỳnh là thánh thú thái M, cũng là người cực kỳ nhạy cảm với các nguồn sáng, vì vậy tạ mặt là người đầu tiên cảm nhận được sự ra đời của ánh sáng tạ mạt dẫn nguyên duệ ra khỏi phòng ngủ đi tới quảng trường điện chiến thần ánh sáng mờ nhạt này chiếu thẳng vào cố hương của tộc nữ thần hắc ám cũng là quê hương của tộc nguyệt thần nhưng vì a lê vẫn ở nhân gian nên tộc nguyệt thần tộc không thể phục hưng như các thần tộc khác đôi khi người dân tộc nguyệt thần cũng bị những tộc khác hấp thụ dẫn đến thần tính của tộc nguyệt thần gần như không tồn tại tại thần giới ánh sáng trông rất yếu ớt cần rất nhiều linh lực mới có thể nắm bắt được vị trí của nó ngay khi nguyên duệ đang bế tạ mạt hướng mắt nhìn về phía đông, một vị tế tư cấp cao còn sống sót của quang minh thần tộc đã tiến chỗ cô. Trong cuộc chiến chống lại thiên sứ, có rất nhiều dũng sĩ của quang minh thần tộc may mắn sống sót đến ngày hôm nay, bởi vì sức công phá của ánh sáng thánh của kẻ địch lên họ được tính là yếu nhất. Tuy nhiên, hầu như tất cả các dũng sĩ còn sống sót của quang minh thần tộc tộc đều bị ánh sáng sám hối thiêu dụi đôi mắt, buộc họ từ giờ phải sống trong bóng tối, không bao giờ còn cơ hội nhìn thấy ánh sáng nữa. Người ngoại lệ duy nhất chính là vị tế tự cấp cao đang đi tới chỗ cô, bởi vì cả đời bà ấy chưa bao giờ rời khỏi thần điện quang minh, nên trong lòng bà ấy không hề có chút ác nghiệm nào. Ánh sáng sám hối sẽ chỉ đả thương những kẻ đã phạm phải một tội lỗi tay trời nào đó, nhưng bà ấy là người có tâm hồn trong sáng nhất trong thái cổ thần giới. Bái kiến chiến thần bệ hạ, tế tự cấp cao của quang minh thần tộc cúi đầu hành lễ chào Nguyên Duệ. Ừ, quang minh tế tự, Nguyên Duệ lịch sự gật đầu, đáp lại lời chào. Bệ hạ cũng cảm nhận được tia khúc xả ánh sáng mờ nhạt từ phía đông xa xôi phải không? Quang Minh Tế tự hỏi, người đầu tiên cảm nhận được nó là tạ mạt. Nguyên Duệ vừa nói vừa vuốt ve vỗ về mái tóc của tạ mạt đang nép người vào cô. Ồ, vậy bệ hạ có biết nguồn gốc của ánh sáng này không? Mong Quang Minh Tế tự chỉ giáo cho. Nguyên Duệ khiêm tốn nói, đó là cố hương của tộc nữ thần hắc ám và là nơi sinh của Nguyệt Thần. Nếu ta đoán không lầm, tia sáng này đại diện cho thần tính của Thái Cổ Nguyệt Thần thái cổ nguyệt thần không không thể nào thái cổ nguyệt thần vẫn còn ở nhân gian cô ấy là đệ tử của ma đạo ta với tình hình bây giờ cô ấy không thể nào rời bỏ nhân gian để đến thần giới huống chi thần giới sớm đã mất đi di sản kế thừa của tộc nguyệt thần từ lâu rồi thái cổ nguyệt thần đã viên tịch thần giới quả thực đã mất đi truyền thừa của tộc nguyệt thần nhưng ta có thể chắc chắn tia sáng này quả thực có liên quan đến nguyệt thần tại sao bà lại nói vậy xin chiến thần bệ hạ dẫn ta tới vùng đất cội nguồn của tộc nguyệt thần Nguyên Duệ còn chưa kịp mở miệng, thì tạ mặt đã nói, mẹ, con cũng muốn đi. Được, ta sẽ đưa bà tới đó ngay. Sau cuộc chiến chống lại thiên sứ khốc liệt, thần lực của các vị thần bị suy yếu trầm trọng, vị quang minh tế tự này cũng mất khả năng phi hành. Nguyên Duệ dùng thần niệm gọi thuần quân, nhờ cô ấy chăm sóc tạ lăng vẫn đang ngủ say trong phòng, sau đó triệu hồi một chiếc cờ ngũ hành, đưa ba người họ bay thẳng về phía đông. Trước khi mặt trời mọc là khoảng thời gian đen tối nhất, tạ mặt liên tục nép mình co do trong vòng tay Nguyên Duệ để tránh hơi lạnh thổi qua người. Cờ ngũ hành bay cực nhanh, không mất quá nhiều thời gian đã đến vùng đất cội nguồn của tộc Nguyệt Thần. Họ đứng trên mặt đất, rồi nhìn lên bầu trời, vừa hay bắt gặp ánh sáng mở nhạt trên đỉnh đầu. chương 1442, A Lê quay về hai Ánh sáng so với lúc trước còn rõ hơn một chút, nhưng vẫn khá mở nhạt trong bóng tối, không đủ sức xuyên qua lớp mây mù dày đặc. Thân tính của Nguyệt Thần quá yếu, chúng ta phải nghĩ cách giúp đỡ cho Nguyệt Thần thôi. Quang Minh Tế tự sốt sáng nói, chúng ta phải làm gì đây? Nếu chúng ta có thể tìm thấy Điện Nguyệt Thần thì tốt rồi. Điện Nguyệt Thần đã bị phá hủy trong trận chiến đối đầu giữa Thái Cổ Thần Giới và Thiên Đạo rồi. Làm gì còn Điện Nguyệt Thần nữa? Nguyên Duệ trầm giọng nói, có lẽ chúng ta có thể tìm được một hòn đá mặt trăng, chỉ cần có di tích còn sót lại của Điện Nguyệt Thần là được. Được rồi, hãy thử tìm nó thôi. Nguyên Duệ gắng sức phóng ra vô số thần niệm, lấy vị trí cô ấy đang đứng làm trung tâm ra soát mọi phương hướng nhưng lại không phát hiện được chút manh mối nào sau đó cô ấy triệu hồi phân thân mậu thổ đi sâu xuống lòng đất xem xét nhưng vẫn không tìm thấy bất kỳ tin tức gì về điện nguyệt thần quang minh đại tế Tử quỳ xuống thành khẩn hôn mặt đất nhưng lại không có chút manh mối nào liên quan đến đá ánh sáng mặt trăng ngay lúc hai người đang nhìn nhau lắc đầu cười khổ tạ mặt cúi người nhặt một hòn đá đen dưới đất lên rồi ngẩng đầu nói với nguyên duệ mẹ ơi đây là đá mặt trăng nè con gái ngốc nghếch à, đá mặt trăng sẽ tỏa sáng và trong suốt như pha lê. Thứ con cầm trong tay không phải là đá mặt trăng đâu. Không phải đâu, con có thể cảm nhận được sức mạnh của mặt trăng trong viên đá này, chính là đá mặt trăng đấy. Tạ mặt nghiêm túc nói. Nói xong, tạ mặt đưa viên đá đen xì trong tay cho Nguyên Duệ. Vạn vật trên đời đều có ngũ hành, sau Nguyên Duệ cảm nhận được sức mạnh yếu ớt trong viên đá, thì ngay lập tức kinh ngạc không nói nên lời. Có hai loại đá, một loại là vàng, loại còn là đất viên đá đen xấu xí này trông có vẻ bình thường nhưng lại không hề nằm trong ngũ hành sau đó nguyên duệ đưa viên đá đen cho quang minh tế tự quang minh tế tự cầm viên đá đen trong tay quan sát kỹ càng một hồi cuối cùng hôn nó bằng môi chiến thần bệ hạ thánh nữ nói không sai đây quả thực là một viên đá mặt trăng ta có thể cảm nhận được dấu vết ánh sáng bên trong nó thế tại sao đá mặt trăng lại có màu đen thui chứ nguyên duệ hỏi bởi vì ánh sáng của nó đã cạn kiệt nói xong quang minh tế tự đứng thẳng lên bắt đầu sửa soạn lại quần áo của mình sau đó bà ấy kính cẩn cúi đầu hành lễ với nguyên duệ nói chiến thần bệ hạ mong rằng sự hy sinh của ta hôm nay sẽ đổi lại sự bảo hộ dành cho quang minh thần tộc trong tương lai bà muốn làm gì vậy trong giấc mơ ta được ánh sáng yếu ớt triệu hồi đến nên ta mới tới điện chiến thần tìm bệ hạ sau khi nhìn thấy viên đá mặt trăng này rốt cuộc ta cũng hiểu nhiệm vụ của mình chính xác là gì Quang Minh thần tộc đã không còn khả năng nhìn thấy ánh sáng nữa. Hãy để ta cung cấp chút thần tính cuối cùng của thần Quang Minh vào viên đá mặt trăng này, dùng nó để triệu hồi nguyệt thần trở về. Hãy nói cho ta biết tên của bà, Nguyên Duệ là người thông minh đến mức nào, cô ấy ngay lập tức hiểu được ý nghĩa của hai từ hy sinh trong lời của Quang Minh tế tự. Cô ấy tất nhiên không ngăn cản Quang Minh tế tự hiến tế cho ánh sáng, cô ấy chỉ muốn nhớ tên của bà ấy, để thế hệ mai sau sẽ luôn khắc ghi những gì bà ấy đã hy sinh cho thần giới tên của ta là gì không quan trọng, bệ hạ chỉ cần biết ta sinh ra ở Nguyệt Ảnh Cốc là được rồi. Bà là con dân của Nguyệt Thần Tộc sao? Nguyên Duệ mở to mắt, kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, ta là con dân của Nguyệt Thần Tộc duy nhất còn sống và mang huyết thống kế thừa từ đời trước, nhưng ta đã dùng cả đời mình để phụng sự cho thần Quang Minh. Khi bà ấy nói lời này, trên mặt Quang Minh Tế tự lộ ra vẻ tiếc nuối, nhưng khi bà ấy nhìn vào viên đá mặt trăng trong tay, sắc mặt bỗng chốc thay đổi, ánh mắt lóe lên vẻ kiêu ngạo viên đá mặt trăng này đã trở nên xấu xí và xỉn màu, không còn cảm nhận được thần tính của Nguyệt Thần nữa. Quang Minh Tế tự dùng cả đời phụng sự cho thần Quang Minh nhằm cầu mong được ban cho một chút ánh sáng, chỉ cần bà ấy truyền tia thần tính này vào trong đá mặt trăng, sẽ giúp đá mặt trăng khôi phục lại trạng thái ban đầu. Bây giờ thần Quang Minh đã hy sinh anh dũng trong trận đấu bảo vệ thần giới, chút dấu ấn thần tính cuối cùng này cũng nên dùng để bảo vệ con dân tộc thần Quang Minh, vì vậy Quang Minh Tế tự mới cầu xin nguyên duệ giang tay để bảo vệ tộc thần Quang Minh. Quang Minh Tế tự nhẹ nhàng cầm viên đá mặt trăng trong tay, ngẩng đầu thành kính ngắm nhìn ánh sáng mờ nhạt trên bầu trời tối đen, nhắm mắt lại, bắt đầu đọc những câu chú ngữ cổ xưa. Bà ấy đọc đến đâu, thì nguồn ánh sáng trên người bà ấy dần dần hội tụ vào cánh tay của bà ấy, sau đó truyền từ cánh tay xuống lòng bàn tay, và cuối cùng truyền hết vào đá mặt trăng. Viên đá mặt trăng đen ngòm không ngừng nuốt chừng nguồn sáng, dần dần sáng lên, cuối cùng biến thành một viên nguyệt thạch trong suốt không tỉ vết. Thật không may, Quang Minh Tế Tử đã không còn cơ hội tận mắt nhìn thấy đá mặt trăng tỏa ra ánh sáng rực rỡ thêm một lần nữa, bởi vì bà ấy mãi mãi nhắm mắt rồi. Dấu ấn thần tính cuối cùng của thần Quang Minh đã hòa nhập vào sinh mệnh của bà ấy, điều đó có nghĩa là bà ấy sẽ chết nếu như mất đi thần tính. Nguyên Duệ Bế tạm mặt cúi đầu hành lễ với Quang Minh Tế Tự, khi cô ấy ngẩng đầu nhìn lên lần nữa, tia sáng yếu ớt vẫn luôn bị màn đêm dày đặc ngăn cản ban nãy, giờ đây cuối cùng cũng xuyên qua màn đêm, bắn thẳng đến chỗ đá mặt trăng trong tay Quang Minh Tế Tự. Lúc đầu nó chỉ là một tia sáng mỏng manh, nhưng nó dần dần ngưng tụ, cuối cùng biến thành một cột sáng khổng lồ, che khuất lấy quang minh tế tự. Nguyên Dụy Men theo trùng sáng và nhìn thấy khuôn mặt A Lê đang từ từ chậm rãi hạ mình xuống mặt đất. Chương 1443, Tham Lang Kim Ngọc 1. A Lê từ trên trời giáng xuống, đứng trước mặt quang minh tế tự. Đưa tay chạm vào đôi gò má xinh đẹp của quang minh tế tự, để lại biểu tượng mặt trăng trên trán bà ấy. Dấu ấn mặt trăng nuốt chửng lấy toàn bộ ánh trăng cơ thể của quang minh tế tự biến đổi, hóa thành một kiệt tác điêu khắc mặt trăng, mãi mãi tồn tại theo thời gian. A Lê là đệ tử của ma đạo, còn Nguyên Duệ là chủ mẫu của ma đạo. Nhưng vào lúc này, khi A Lê đối mặt với Nguyên Duệ, lại phóng ra luồng thần niệm của kẻ bề trên. Thần lực cuộn trào như sóng dữ, dường như chỉ cần giơ một ngón tay đã có thể rời non lấp biển. Sâu thẳm trong đôi mắt trong suốt của cô ấy còn ẩn chứa sát ý vô tận, ngay cả người đạt được cảnh giới như Nguyên Duệ cũng không dám nhìn thẳng vào mắt cô, làm đứa nhỏ tạ mặt càng thêm thấp thỏm sợ hãi. Xin bái kiến Nguyệt Thần Đại Nhân, Nguyên Duệ hít một hơi thật sâu, rồi lịch sự nói. A Lê nghe xong thì im lặng không có trả lời, phóng người bay lên không chung, dùng thần niệm giả soát toàn bộ thần giới. Một cảm giác buồn bã và tức giận bao trùm cơ thể và tâm trí cô ấy, khuôn mặt cô trở nên lạnh lùng và dữ tợn, đôi mắt cô ấy chuyển thành màu đen tuyền, mái tóc đen mềm mại xinh đẹp uốn lượn, quấn lấy nhau rồi biến thành những con rắn đen điên cuồng đáng sợ. Trăng, sự báo thù của mặt trăng sự điên cuồng hoang dại của mặt trăng phong thần đang ở đâu a lê lạnh giọng hỏi phong thần đã viên tịch rồi nguyên duệ u dũ đáp xem ra ta đã đến muộn rồi mà thôi dẫu sao nguyệt thần sinh ra chính là để báo thù ta nhất định phải báo thù cho phong thần nói xong a lê giơ tay chỉ thẳng lên trời bầu trời tối tăm u ám lập tức nứt ra làm đôi một vầng trăng đen ngòm xuất hiện giữa màn đêm mặt trăng màu đen mờ phản ánh nỗi buồn man mát của thần giới thổi bùng lên ngọn lửa hận thù đẫm máu. Cơn giận dữ đã đốt cháy mặt trăng đen, cuối cùng chuyển sang màu đỏ và biến thành mặt trăng máu. Mặt trăng máu lơ lửng giữa bầu trời, toàn bộ thần giới chìm trong màu đỏ tươi, biến thành nó thành một thế giới tràn ngập mùi máu. Giữa màn trời đỏ thấm, A Lê nhảy điệu cử bộ, thế giới dung chuyển dữ dội theo từng bước nhảy uyển chuyển xinh đẹp của cô ấy. Sau đó cô ấy triệu hồi cốt cung, kéo một con rắn đen trên tóc xuống, biến nó thành một mũi tên sắc bén, đặt lên dây cung dùng hết sức lực bắn một mũi tên vào khoảng không vĩnh cửu mũi tên này tượng trưng cho cơn thịnh nộ của nguyệt thần mang theo cơn thịnh nộ của cả hai thế giới ngay khi mũi tên rời khỏi dây đánh bay tất cả mùi máu tanh đang bao trùm thần giới nguyên duệ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của tạ mạt im lặng ngẩng đầu quan sát a lê đang lơ lửng giữa bầu trời mẹ ơi mũi tên đó bay đi đâu vậy mẹ không biết nữa đến mẹ cũng không thể nhìn thấy đích đến của mũi tên đó sao ạ à? Mẹ không thể thấy mũi tên của cô ấy nhắm tới đâu, nhưng mẹ có thể chắc chắn một điều. Chuyện gì à, ai nhìn thấy mũi tên này đều sẽ hiểu nguyệt thần của thế giới cổ xưa đã quay trở lại báo thù rửa hận. A à Lê quyết định không ở lại thần giới, sau khi dùng một mũi tên sắc bén xua tan nỗi buồn ảm đạm của thần giới, cô ấy đã rời khỏi thần giới. Trước khi rời đi, A à Lê tháo mặt dây truyền khắc hình đá mặt trăng trên cổ ra đưa cho tạm mạt. Rồi miệng nói một câu duy nhất với Nguyên Duệ, con bé rất giống cha mình sau khi a lê rời đi nguyên duệ giúp tạ mặt đeo mặt dây truyền hình đá mặt trăng vào cổ mẹ ơi chị ấy quen cha con sao tất nhiên rồi cô ấy từng là xạ thủ mạnh nhất của ma đạo đấy còn bây giờ thì sao ạ à? mẹ không biết nữa nhưng mẹ tin chỉ cần ma đạo còn tồn tại cô ấy mãi mãi là đệ tử vạn kiếp thiên hồng của ma đạo chúng ta a lê rời đi đi vào vực sâu khoảng trống của vũ trụ để tìm kiếm những ký ức về mặt trăng trong thế giới cổ xưa thế giới cổ xưa đã diệt vong từ lâu nhưng mà, rất nhiều cường giả trí tôn còn sống sót là tín đồ của Nguyệt Thần. Họ đã hấp thụ sức mạnh và tâm niệm từ mặt trăng cổ xưa. Nếu Nguyệt Thần phát động lời kêu gọi, thì tất nhiên sẽ có rất nhiều cường giả trí tôn hưởng hứng và hăng hái tham gia trận chiến. Mũi tên xuyên qua đám mây mù, ngàn quân vạn mã hô hào chào đón. Đây là giá trị tuyệt vời của mũi tên do chính tay A Lê bắn ra. Chương 1444, Tham Lang Kim Ngọc 2. Khi Quy Khư ở Đông Hải trở lại đống đổ nát, Tuyết Dương không hề cảm thấy bối rối trước sự ra đi không từ mà biệt của. Bởi vì cô ấy cũng đã bắt đầu thức tỉnh rồi. Ngày hôm đó, Tuyết Dương rời khỏi Quy Khư, bay đến đảo Kim Ngao, tổ đình ma đạo đã sụp đổ trước đây. Sau khi đảo Kim Ngao đắm chìm xuống biển sâu, cho dù có lục tung khắp Quy Khư cũng không còn tìm thấy bất kỳ tung tích gì của nó nữa. Tuyết Dương không đến đó một mình, Tạo Ẩn đi cùng cô ấy. Xem ra, đến cô cũng sắp phải đi rồi, Tạo Ẩn nói. Tôi đã đợi ngày này quá lâu rồi mà, không phải sao?" Tuyết Dương mỉm cười nói, "Ừ, ai cũng biết phá quân bách chiến bách thắng, nhưng không ai biết, thật ra Tham Lang không hề thua kém phá quân. Chỉ tiếc là Tham Lang đã ngủ say quá lâu, không cách nào đánh thức được." Thì ra, cô đã hiểu ý nghĩa tồn tại thật sự của Tham Lang là gì rồi. Nói xong, Tuyết Dương bắt đầu niệm chú, câu chú ngữ vừa vang lên, dòng nước bên dưới cô ấy bắt đầu nổi cơn sóng dữ, cuồn cuộn thành cơn lốc xoáy cơn lốc xoáy càng lúc càng khuếch đại, cuối cùng biến thành một cột vòi rồng cuồn cuộn giữa mặt biển. Cuối cùng, khi vòi rồng sắp chạm tới bầu trời, tuyết dương bỗng nhiên gào lên một tiếng, một con rùa khổng lồ, toàn thân tỏa ra ánh sáng vàng từ từ bay lên khỏi vòi rồng. Con rùa đó, chính là kim ngao trong truyền thuyết, nó có đầu và đuôi rồng, còn thân mình giống như rùa. Hai mắt kim ngao vẫn đang nhắm chặt lại, tuyết dương đâm mũi kiếm vào mắt kim ngao, nó đau đớn gầm lên một tiếng, đôi mắt mở to, ánh sáng thần thánh bắn ra từ phía. khi nhìn rõ người phụ nữ trước mặt là ai, cơn phẫn nộ của Kim Ngao lập tức tan biến, cúi đầu quy phục. khi tuyết dương triệu hồi rùa vàng trong biển vô tận, thiên đình tinh đấu cũng đã xảy ra dị tượng khác thường. Tử Vi Tinh chủ tử dục nữ đế ngẩng đầu quan sát các chòm sao, bà ấy bất ngờ phát hiện thấy chòm sao bắc đầu đã thay đổi vị trí. sao phá quân vốn dĩ là vì sáng rực rỡ nhất, nay lại bỗng nhiên mở đi. sao tham lang lại đang tỏa sáng rực rỡ lúc bà ấy vẫn đang băn khoăn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bắt đầu tham lang em mờ Dương Minh Quân đã vội vội vàng vàng, hớt ha hớt hải chạy tới. Nữ đế bệ hạ, mà đạo khương tuyết dương triệu hồi kim ngao xuất thế. Em mờ Dương Minh Quân nói, ô, ra là vậy, tham lang chọn xuất thế bây giờ, ắt hẳn là vì chuẩn bị cho cuộc chiến chống lại thiên đạo, cô phải giúp cô ấy một tay mới được. Nói xong, tử dục nữ đế bắt đầu thôi diễn chu thiên minh bàn. Triệu tập tất cả các thiên tinh đấu thần, hợp sức dựng nên trận pháp tinh đấu gom góp ánh sáng tập trung vào bắc đầu tinh cung đưa nguyên khí của trời đất truyền vào sao tham lang nguyên khí được khôi phục rùa vàng của đông hải hô vang phấn khởi ánh sáng tinh tú rực rỡ tụ tập trên người tuyết dương nguyên khí chu thiên nhanh chóng hóa thành cơ duyên và sức chiến đấu mạnh mẽ vô song giúp tuyết dương nhanh chóng đột phá cảnh giới tu vi của chính mình tấn thăng vượt bậc đợi khi các vì tinh tú không còn tỏa sáng nữa thì tuyết dương chỉ còn nửa bước là có thể tấn thăng lên cảnh giới trí tôn ngay lúc đó một người phụ nữ mặc đồ trắng đột nhiên xuất hiện giữa bầu trời mỉm dịu dàng nhìn tuyết dương cô là ai tạ uẩn kinh ngạc hỏi người phụ nữ áo trắng chưa kịp trả lời tuyết dương đã cúi đầu quỳ xuống đất nước mắt lưng tròng nghẹn ngào nói mà đạo khương tuyết dương xin bái kiến tham lang hộ pháp thiên tôn phá quân một đao chém nứt sông vong xuyên còn tham lang phẫn nộ nhấn chìm đảo kim ngao trên đời này có một số người rõ ràng không phải là thần nhưng những gì họ làm sớm đã trở thành huyền thoại Vừa nghe người tới chính là tham lang hộ pháp thiên tôn của ma đạo 3.000 năm trước, cả người tạo ẩn bỗng run lên, quỳ dạp xuống đất hét lớn, ma đạo tạo ẩn, xin bái kiến tham lang hộ pháp thiên tôn. Tiếng hét của tạo ẩn khiến toàn bộ quy khư chấn động. Trong phút chốc, vô số thần niệm từ khắp nơi ở quy khư đồng loạt hướng về nơi này, ngạo phong, bắc minh tú, lưu phong xương dẫn theo hàng ngàn đệ tử ma đạo, nhanh chóng kéo tới. Trên Đông Hải, tam quân ma đạo đã có mặt đầy đủ. Mọi người xếp hàng nghiêm cẩn, ngẩng đầu nhìn tham lang hộ pháp thiên tôn đang lơ lửng giữa trời bắc minh tú quỳ một gối lớn tiếng hô lên đệ tử ma đạo bái kiến tham lang hộ pháp thiên tôn dù đã sớm chuẩn bị tinh thần nhưng nhìn thấy ánh mắt rực lửa và nước mắt trực trào của hàng ngàn đệ tử ma đạo tham lang hộ pháp thiên tôn vẫn không thể kìm nén được nỗi niềm trong lòng hy di sẽ không rơi nước mắt cho dù muốn khóc cũng chỉ có thể cố kìm nén trong lòng hôm nay ta tới đây chính là muốn tìm hiểu nhân quả giữa ta và tuyết dương đồng thời giúp cô ấy một tay đệ tử ma đạo không cần phải khách khí tham lang hộ pháp thiên tôn trầm chậm, chậm nói đệ tử ma đạo vạn kiếp thiên hồng tham lang hộ pháp thiên tôn vạn kiếp thiên hồng bắc minh tú dõng dạc hô lớn sau đó hàng ngàn đệ tử ma đạo cũng đồng thanh hét theo tham lang hộ pháp thiên tôn vạn kiếp thiên hồng biết tham lang hộ pháp thiên tôn có việc quan trọng phải làm bắc minh tú nhanh chóng dẫn các đệ tử ma đạo trở lại quy khư các đệ tử ma đạo vâng lệnh quay về quy khư không ít người trong số họ vẫn còn đang rơi những giọt nước mắt hạnh phúc. Tuyết Dương, đã đến lúc kết thúc nghiệp chướng giữa hai chúng ta. Mau mở huyệt thần đình của cô ra đi, để ta thâm nhập vào huyền quan của cô. Tham lang hộ pháp thiên tôn, người không về quy khư nhìn ngắm tổ đình ma đạo một chút sao ạ. À? Tuyết Dương ngập ngừng hỏi, không cần, người đã đi rồi, dù còn lưu luyến vướng bận thì thay đổi được gì. Giúp cô tấn thăng lên cảnh giới trí tôn, thì cuộc đời ta cũng xem như viên mãn rồi. Tuyết Dương lại rơi lệ từ từ nhắm mắt lại, lặng lẽ mở huyệt thần đình ra. Huyệt thần đình được mở ra, tham lang hộ pháp thiên tôn biến thành một luồng ánh sáng, bay vào huyền quan của tuyết dương. Không biết qua bao lâu, khi tuyết dương mở mắt lần nữa, cơ duyên tấn thăng lên cảnh giới trí tôn đã được hoàn thành, từ giờ phút đó trở đi, trong hư không vũ trụ lại xuất hiện thêm một cường giả trí tôn, tham lang kim ngao. Trường 1445, theo côn hóa bằng 1. Âm ti, vùng đất của cửu U, điện cửu U. Nữ đế bệ hạ, mà đạo nguyệt thần a lê đã rời khỏi nhân gian rồi ạ à. nữ đế bệ hạ khương tuyết dương đã rời khỏi nhân gian rồi ạ à. nữ đế bệ hạ hàm cốc quan tạ lưu vân đã rời khỏi nhân gian rồi ạ à. nữ đế bệ hạ công chúa đắc kiều lòng nữ thiên đình đã rời khỏi nhân gian rồi ạ à. bắc cực tử vi nữ đế tử dục đã rời khỏi nhân gian rồi ạ à. côn lôn tây vương mẫu đã rời khỏi nhân gian rồi ạ à. huyết hải phù đồ địa tàng vương thiên tôn đã rời khỏi nhân gian rồi ạ à. hắc long trấn ngục Liễu Chi Nhung, đã rời khỏi nhân gian rồi ạ. À? Nữ đế bệ hạ, mạnh bà thiên tôn liên tục báo cáo, sắc mặt của cửu u nữ đế cuối cùng cũng thay đổi. Đôi mắt của cửu u sáng ngời, cảm xúc ngày càng kích động, bàn tay nắm chặt lấy thanh kiếm. Thái cổ tam giới đã diệt vong, nhân gian tam giới đang gặp nguy hiểm, cuộc chiến tàn khốc sắp diễn ra, quy tắc thiên địa mang cho nhân gian vô số cơ duyên hiếm có, kêu gọi chúng sinh đứng lên chiến đấu chống lại thiên đạo. Ý chí chiến đấu bùng lên, thần điện cửu u bừng sáng rực rỡ. Giống như một con mãnh thú từ thời thái cổ, giải phóng sức mạnh tà ác, phóng thẳng chín tầng mây. Lục đạo luân hồi kiếm, kiếm khí dâng trào, tràn ngập khắp đại sảnh của thần điện, phát ra hàng loạt tiếng kim loại va chạm. "Đi giỏi lắm." Nữ đế đè nén sự hưng phấn trong ngực, lớn tiếng hét lên. "Bệ hạ, ngài cũng muốn rời khỏi nhân gian sao?" Mạnh bà Thiên Tôn hỏi. "Ta sẽ không đi đâu hết, nếu ta đi rồi, trên nhân gian sẽ không còn ai để dựa dẫm nữa." Nghe được nữ đế nói như vậy, mạnh bà thiên tôn mới thở phào nhẹ nhõm điều bà ấy lo lắng nhất chính là nữ đế cũng muốn rời khỏi nhân gian để tham gia vào cuộc chiến chống lại thiên đạo nhân gian có thể mất đi ma đạo tổ sư có thể không có nhân đạo tổ sư cũng có thể không cần tiên đạo tổ sư nhưng nhân gian nhất định không thể thiếu cửu u nữ đế bởi vì nữ đế nắm giữ lục đạo luân hồi là nơi nương tựa cuối cùng cho chúng sinh trong tam giới và lục đạo thật ra nữ đế đã sớm nắm rõ việc vô số cường giả lựa chọn rời khỏi nhân gian nhưng bà ấy luôn giả vờ như mình không hề hay biết cũng không đến tiễn biệt ai nếu hôm nay mạnh bà thiên tôn không tới đây xin mệnh lệnh bà ấy vẫn sẽ tiếp tục im lặng sở dĩ hôm nay mạnh bà vội vàng đến xin mệnh lệnh chính vì toàn bộ anh hùng hào kiệt trong tam giới nhân gian đều đã được phái đi hết rồi họ đã không còn khả năng tham gia trận chiến chống lại thiên đạo nữa không phải anh hùng hào kiệt ở nhân gian vẫn chưa đi hết đâu nữ đế nói bệ hạ cường giả dưới trướng thần vương và ma đế đều không có tư cách tham gia vào cuộc chiến trinh phạt thiên đạo. Nếu muốn chống lại thiên đạo, ngoại trừ người đạt cảnh trí tôn ra, không ai có thể trực tiếp chống uy lực đáng sợ của thiên đạo hết. Bà đã bỏ sót một chuyện, chuyện gì à? Mạnh bà hỏi, điều mà lòng người hướng đến là thứ mà ý trời muốn tránh. Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Mạnh bà thiên tôn, cô muốn hỏi bà, cô đang ở đâu? côn đại nhân đã đánh thức được cơ duyên hóa bằng dưới vực sâu cửu u sắp cưỡi gió về trời tốt lắm truyền lệnh cô đến tam giới tiên ma quỷ và thần hiến tế máu chúng sinh chiêu mộ các chiến binh dũng cảm theo côn hóa bằng quyết chiến với cửu thiên nữ đế bệ hạ làm như vậy chẳng khác nào đâm đầu vào chỗ chết sao ai rồi cũng đến lúc phải chết có thể nặng như núi cao hoặc nhẹ như lông hồng không có hy sinh ắt sẽ không có đại nghĩa làm sao chúng sinh có đủ tự tin để đánh bại thiên đạo mau đi đi ngày các chiến binh quay lại chính là lúc lục đạo luân hồi mở ra lần nữa trước lúc đó trận pháp luân hồi sẽ ngừng hoạt động tuân lệnh thưa bệ hạ mạnh bà vâng lệnh lui ra ngoài lần lượt đến viếng thăm tam đạo sau khi bà ấy rời đi nữ đế dứt khoát cho ngừng trận lục đạo luân hồi nếu không có sự vận hành của pháp trận chúng sinh nhân gian sẽ không còn cơ hội đầu thai sau khi chết mà chỉ có thể diệt vong cùng trời đất nói cách khác mỗi khi một người chết đi Sức sống của nhân gian sẽ giảm đi một chút. Điều mà trận Lục Đạo Luân hồi thực sự muốn duy trì chính là sức sống của nhân gian, nếu trận pháp ngừng vận hành, nhân gian sẽ dần dần khô héo và suy tàn. Sau khi ngừng trận pháp, sức mạnh của nữ đế tăng lên vô hạn. Trước đây, nữ đế luôn phải tiêu tốn phần lớn sức lực để ngày đêm duy trì hoạt động của trận pháp, nhưng giờ đây bà ấy đã được giải thoát khỏi gánh nặng rồi. Sau khi vận mệnh bước vào hố sâu hủy diệt, Thiên đạo tưởng rằng vận mệnh đã hoàn toàn bị xóa bỏ nhưng hắn không hề biết vận mệnh đã sớm nhân cơ hội, cùng hậu thổ nương nương của lục đạo luân hồi hòa làm một thể, nói cách khác, luân hồi chính là vận mệnh. chương 1446, theo côn hóa bằng 2. Sau cái chết của vận mệnh, cửu u nữ đến nắm toàn quyền kiểm soát sức mạnh của vận mệnh. Bà ấy cũng dựa vào sự hợp nhất của vận mệnh và sức mạnh của lục đạo luân hồi, để trở thành đấng trí tôn đầu tiên trong tam giới. Nếu đem tôi và Thủy Họa Ví Von như những thanh kiếm sắc bén tấn công thiên đạo, thì nữ đế là lá chắn phòng thủ không thể phá vỡ của nhân gian. Tại quy khư, mạnh bà gặp tạo ẩn, kể cho cô ấy nghe sắp xếp của nữ đế. Ngay lập tức tạo ẩn bước lên tế đàn, chiêu mộ 800 vạn đệ tử ma đạo, theo côn hóa bằng. Tương tự như vậy, trương thiên sư của hàm cốc quan, ngạo khanh của thiên đình cũng không từ chối kế hoạch mạo hiểm của nữ đế. Mỗi bên đã cử 800 vạn tử sĩ đại diện cho nhân gian và thiên đình, quyết trí tham giam cuộc thập tự trinh chống lại thiên đạo cùng côn hóa bằng. Mỗi bên trong tam đạo phái ra 800 vạn quân, MT phái ra 800 vạn âm binh, nhân tộc lại phái ra 800 vạn thiết huyết tử đệ binh. Tam giới nhân gian quy tụ 4.000 vạn chiến binh thiết huyết để xây dựng thành lũy bằng xương bằng thịt. Gió thổi xào sạc, nước lạnh thấu xương, tráng sĩ một đi không bao giờ trở lại. Khi côn biến thành bằng, tất cả những gì chờ đợi họ chính là cái chết. Tuy nhiên, không ai trong số họ hối hận hay rụt rè, mà họ coi chuyến đi không lối về này là vinh dự của cuộc đời mình hệt như nữ đế đã nói ai cũng phải chết có thể nhẹ tựa lông hồng đôi khi nặng tựa núi cao